Chào, chào mừng mọi người đến với Talk Show Người Trong Môn Nghề và mình là Nga Levi. Ngày hôm nay thì Nga rất là vui được mời đến studio của Spy Room một vị khách mời, bạn Đức Nguyễn. Đức thì trước đây đã từng là một nhân vật, một người bạn của Spy Room và đã tham gia một số chương trình của Spy Room rồi. Đức là đang là founder của Dukin Kitchen và đồng thời là tác giả của hai cuốn sách Về Nhà Ăn Cơm và Khởi Sự Ăn Chay. Thì tớ giới thiệu như thế không biết có đầy đủ với Đức chưa? Đức có thể nói lời chào các bạn khán thính giả được không? Chào mọi người đang theo dõi Spy Room. Thì mình thấy rằng là sự giới thiệu của Nga cũng khá là đầy đủ rồi. Thì đối với mình là tác giả của blog Dukin Kitchen. Nhưng mà có thể nhiều người sẽ quen thuộc với mình qua những cái cuốn sách thì mọi người gọi là cuốn sách đầu giường, cuốn sách để mọi người nướng thường ngày, truyền cảm hứng. Thực sự là nhiều khi mọi người tìm đến sách của mình còn trước khi biết đến blog của mình cơ. Đấy, có những cái kênh rất là hay. Thì mình thấy rằng là bắt đầu từ đó đến giờ thì mình thấy cũng rất là vui khi là được người là người truyền cảm hứng cho mọi người ăn chay và nấu chay nhiều hơn. Rất là tuyệt vời. Thường thì bọn tớ khi mà bắt đầu chương trình thì bọn tớ hay dành cho khách mời một cái thử thách nho nhỏ. Thì hôm nay tớ muốn là có một cái câu hỏi nhỏ với Đức và yêu cầu là cậu sẽ trả lời trong một câu thôi. Thì okay, cậu sẵn sàng chưa? 1, 2, 3, sẵn sàng. Thì tớ muốn hỏi Đức là định nghĩa của cậu về một món ăn ngon là như thế nào? Nếu là một câu nhá, thì định nghĩa của tớ là món ăn ngon là món ăn mà người ăn thấy ngon. Ok. Thế nếu mà mình diễn giải nó ra thì sao? Nếu mà diễn giải nó ra thì mình thấy đây là một cái chủ đề đang khá là hot. Đặc biệt là trên những nền tảng khá là viral như TikTok chẳng hạn. Thì là mọi người đang tranh cãi rằng là câu chuyện rằng là những food reviewer, những TikToker nổi tiếng đi review những quán ăn, trời ơi, khen lên, khen xuống, khen kiểu trên 9 tầng mây. Nhưng mà khiến khi mà rất là nhiều người họ đến gọi là thực chiến cái quán ăn đấy thì lại không hài lòng và vỡ mộng. Thì mình thấy rằng là nó và thường ấy, những lý do mà mọi người lấy những một trong hai cách giải quyết phổ biến nhất đó là không xóa comment, không block thì mọi người sẽ lý do là đây là khẩu vị cá nhân của mình thôi. Thực ra thì nó cũng đúng. Tuy là có một chút gì đó nó bào chữa nhưng mà đấy là cái phản ánh đúng sự thật rằng là đồ ăn nó rất là mang tính chủ quan. Cái sự trải nghiệm cũng thế. Tức là đối với mọi người nhá, đối với mọi người có thể là món ăn ngon nhưng đối với người khác thì không ngon. Tại vì thực ra là khi mọi người nói về một cái profile của một món ăn, nếu mà nói nôm na đi có nhiều vị khác nhau, chua cay đắng mặn ngọt chẳng hạn, cay thì không phải một vị rồi nhưng mà mình cứ liệt kê vào như thế thì cái sự cảm nhận mỗi cái vị đấy của mọi người đã khác nhau rồi. Khi mà tổng hợp lại thì sẽ ra một cái trải nghiệm rất rất là khác. Và người miền Nam ăn món miền Bắc cũng sẽ có một cái cảm nhận và cái đánh giá riêng, hay là người miền Bắc ở trong Nam ăn và cũng sẽ thấy nó không ngon chẳng hạn, cho vì hơi ngọt và nhiều đường. Nhưng mà mình thấy rằng là nó vẫn sẽ có một cái tiêu chuẩn nhất định. Bạn không thể gọi là đưa nó lên 9 tầng mây được, tại vì đồ ăn ngon thì nêm nếm nó phải vừa phải, cân bằng mọi thứ, chứ không thể là cái món đấy nó tạo ra cái vị bất kỳ được. Ví dụ đi ăn bún riêu ấy, thì nó phải ra cái vị riêu đúng không? Nước dùng phải ngon, hoặc là phở thì nước dùng nó phải ra vị phở. Nếu là phở bò thì sao, mà nếu là phở gà thì sao, không thể đi ăn phở gà mà lại ra vị phở bò được. Đấy, nó phải cái tiêu chuẩn như thế. Và mình thấy rằng là ngành làm review bây giờ rất là drama, cũng rất là nhưng mà đồng thời cũng sẽ đặt ra câu hỏi rằng là thế bây giờ tiêu chuẩn gì để làm một food reviewer? Và làm thế nào là một người review có tâm? Tớ nghĩ là trong cái chương trình ngày hôm nay thì mình cũng sẽ đi gọi là đào sâu về những cái khía cạnh đấy ở cái phần sau của chương trình. Nhưng mà quay trở lại một chút thì tớ nghĩ là để cho gọi là các khán thính giả có thể hiểu thêm về Đức đi. Thì tớ muốn gọi là mình gọi là review lại cái chặng đường đã qua của cậu ấy. Thì tớ được biết là tớ có may mắn là biết một chút về cá nhân cậu, thì tớ cũng biết là trước đây cậu có một cái công việc full time với tư cách là một cái designer đúng không? Và cậu cũng gọi là đi làm công ăn lương như một người bình thường. trước khi bây giờ mình đứng thành một người làm chủ một food blogger, một founder của một cái tạm gọi là startup đi, thì cái hành trình đấy từ đó đến giờ thì nó diễn ra như thế nào? Nghe startup to tát quá nhỉ. Chắc mai này mình phải gọi vốn thôi. Nga có muốn góp vốn không? Ok nhá. Chào. Gửi pitch deck đến đây nhá. Thôi nhưng mà quan trọng phải Nga bao nhiêu tiền nữa mới tính tới chuyện góp vốn chứ đúng không? Ok. Ok, quay lại câu chuyện chính thì mình thấy rằng là đa số mọi người sẽ bắt đầu bằng một công việc làm công ăn lương. Tại vì giống như mình, nói chung là kết thúc 4 năm đại học, nói chung là bước ra ngoài thì thực ra mình nghĩ đơn giản lắm. Mình không có cái suy nghĩ gì nhiều về cuộc sống tương lai gì đâu lúc đó. Thực sự là nó thấy rất là
có một chút bơ vơ, có một chút lạc lõng. Và cái công việc đầu tiên chính là cái mà mình muốn bám lấy, muốn bố víu lên nó để nó chính là cái pha đầu tiên giữa cuộc đời của mình ấy. Tại vì ra đi học đại học thì bố mẹ vẫn lo cho khá là nhiều rồi. Mình có làm thêm thì cũng chỉ là một phần thôi. Ok, thế thì mình đã chọn một cái ngành mà nó khá là trái nghề một chút ấy. Chứ thực ra mình học từ kinh tế ra mà, làm ở trường kinh tế. Và thực ra thì mẹ mình hay nói đùa rằng là ơ thế tưởng mày học cái trường đấy mày ra làm giám đốc chứ, đi làm gì thiết kế đúng không? Học quản trị kinh doanh mà nghe đến quản trị kinh doanh ủa rồi chắc là giám đốc này giám đốc kia đúng không? Nhưng mà ai ngờ và học cái cũng không biết là mình học cái gì. quản trị đợt cuối cùng là ra trường không biết học gì thì quản trị học tất. Ok, thế là xong thì mình cũng chọn cái ngành đấy mà mình thấy cũng khá là yêu thích ở thời điểm đó. Mình quyết định đi. Lương lúc đấy thì mình làm lười làm freelance lắm nên là lương mức trung bình thôi. Nhưng mà thấy cũng đủ sống. Là mình thấy rằng là cuộc sống khá là ổn. Nên là mình cũng làm công việc đó cũng nhất khoảng 3-4 năm gì đó. Đó thì sau đó thì cái bước ngoặt nào mà khiến cậu nghĩ tới cái ý tưởng là làm về đồ ăn? Thì thực ra là có một thời gian ấy là mình làm cùng làm công việc đấy nhưng mà trước mình có thọ roi một team. Sau đó mình nghỉ việc và làm với một anh nữa nhưng mà theo kiểu freelance thôi. Thế là mình ở nhà khá là nhiều. Ít tiền nhưng mà lại không phải đi ra ngoài. Nhưng mà lúc đấy xăng rẻ quá. Bây giờ thì lại không được như thế. Thì lúc đấy mình không đi ra ngoài và gần như là cả ngày trong nhà. Và thực sự là cả trong nhà thì không có gì tiêu khiển đâu. Chứ bây giờ mọi người ở trong nhà mọi người tiêu khiển bằng TikTok chứ mọi người làm gì có TikTok mà tiêu khiển đúng không? Đúng rồi. Thì mình phải nghĩ ra là làm cái gì đó đỡ chán. Thì mình nghĩ rằng là ok bây giờ nấu ăn thôi. Thì mình lúc đấy mình mày mò mình nấu nướng. Thế cảm thấy nó cũng hay hay. Tại vì đợt trước là mình khá là cái dị ứng với việc nấu nướng ấy. Tại vì mình sinh ra trong một gia đình không phải có truyền thống từ lâu đời đâu, nhưng mà bố mẹ mình gắn liền với quán xá với những hàng ăn ấy. Tức là từ bé là nhà mình bán bia. Bán bia xong thì lại bán cơm, rồi bán các món gọi rồi đấy. Cuối cùng là tóm lại là cái công việc của mình ấy thì không đứng bếp, nhưng đó là làm bồi bàn, nhặt rau. Và nhặt rau, đúng rồi, nhặt rau một cái rất là ăn mộng ấy. Mọi người nghĩ rằng là mọi người nhặt có bó rau á, mọi người rửa cái bó rau á cho một cho bụng 3-4 người ăn là chuyện vất vả mệt mỏi đúng không? Tớ nhặt cho có những ngày làm đến 5-6 mâm thì đến cả nói chung là 50-60 người ấy, đúng không? Lượng rau cho 50-60 người thì nó không còn là cái mà nhẹ nhàng vui vẻ nữa đúng không? Bây giờ thì mọi người gọi là tinh thần vào bếp để vui, để tận hưởng, để enjoy cuộc sống, để thiền. Chứ hồi đấy thì vừa là trẻ con mà vừa thấy bực bội chứ, tại vì thấy mệt ấy. Tại vì lúc đấy là mình cũng khá là chăm học. Đây là thấy cái việc mà làm giúp bố mẹ cũng thấy hơi khó chịu ấy, nhưng mà biết sao, tại vì bây giờ muốn có ăn, muốn có uống thì phải phụ giúp cha mẹ thôi, thì không vui vẻ nhưng mà phải làm. Và thấy công việc nó khá là chán. Nhưng mà lúc mà mình tự làm một mình thì đúng là giống như tinh thần bây giờ là nấu cho mình ăn thôi, thì thấy nó khá là thú vị, là khá là hay ho. Và bắt đầu đấy là một cái thời điểm mà cũng có một cái sự thay đổi nhỏ nhỏ. Đó là tôi quyết định là thử nghiệm với việc ăn chay. Và khi mà như thế thì thực sự là cái sự lựa chọn bên ngoài nó rất là hạn chế. Cái thời điểm 4-6 năm trước thực sự nó rất rất hạn chế. Nó không như bây giờ. Về nguyên liệu, về giá thức, cả, về có. Cái tớ cũng theo cái trường phái mà cũng không thích mấy đồ giả mạo lắm ấy. Thì mà hồi đấy thì đa số ra quán đấy là đồ giả mạo ấy. Thế là hồi đấy tớ muốn tự tìm mày mò nấu một chút. Và cũng vừa để tiết kiệm nữa. Đồng lương lúc đấy cũng ít ỏi, không nhiều. Thế là cứ nấu vậy thôi thì cái niềm yêu thích rồi cái sự đam mê nó cứ nhen nhói dần ấy. Tôi nghĩ là nó không giống như kiểu trong phim là kiểu ra đường cái là nhìn và thấy va vào một người đúng không? À đấy là chân lý, đấy là định mệnh của đời mình, nhưng mà không phải. Cái tôi nghĩ là cái nó cũng một phần là ảnh hưởng đến giới trẻ bây giờ rằng là cái sự đam mê nó phải có từ sớm ấy, nhưng không phải. Nó là cái sự mà mình trải nghiệm. Có thể là 10 năm nữa tôi có chưa chắc là đã thích nấu nướng đâu. Tôi lại làm một cái khác. Nhưng mà hiện tại 5-6 năm trước và hiện tại thì đang làm tôi thích khá là enjoy và khá là thích cái việc mà gọi là lăn vào bếp nấu nướng ấy. Thì kể tiếp thì đến đấy tôi thấy rằng là công việc đấy khá là vui vẻ. Và mình muốn phát triển cái gì đó nó ý nghĩa hơn. Tức là không chỉ đơn thuần rằng là công việc mà mình nấu cho mình ăn nữa, nó có sự lan tỏa nhiều hơn. Thì thực ra giống như nói chung là tại vì đợt đấy đã chia sẻ lên các hội nhóm và trước thì mọi người cũng khá là ủng hộ. Nói chung là cũng có tí sống ảo. Thế cũng thấy kiểu có động lực, có ích cho đời đúng không? Có đấy có động lực, tại vì thực ra mọi người nghĩ rằng nha, bây giờ mình up lên mạng, up lên Facebook, up lên TikTok, up lên YouTube mà không có ai like, không ai để ý, chắc chả buồn có động lực gì đâu. Nhưng mà hồi đấy thì tớ nghĩ là tớ chẳng có động lực gì đằng sau kiếm tiền gì cả, chỉ đơn giản rằng là vì số like của mọi người thôi. Thế là mình cũng muốn, thế bây giờ muốn gọi là nhiều like hơn thì làm sao? Không làm cá nhân nữa, mình làm hẳn blog đi cho nó
quách đúng không? Thế là nhưng mà nói một cách nghiêm túc thì tớ nghĩ rằng là cái blog là những cái tập hợp những cái sở thích của tớ, ví dụ như là chụp ảnh này, nấu nướng và viết lách. Nói chung là thi thoảng cũng muốn gọi là thả trôi dòng tâm sự một chút và gọi là đưa ra những cái tâm sự của mình đến với mọi người. Nhưng mà nó không thầm kín, nó chỉ là những cái kỷ niệm thôi. Chứ thầm kín thì phải giấu kín rồi đúng không? Rồi sau đó là tớ lại thích những cái đẹp. Nên là cái việc chụp ảnh và tạo ra những món ăn ngon và hấp dẫn về mặt thị giác, nó thỏa mãn phần nào cái tôi của tớ. Thế là tớ thấy rằng là ok, nó là cái mà mình làm được. Và nó cứ dần dần đi đến như thế. Và khi mà tớ phát triển con đường đấy thì có những cái cơ hội là tiếp đến sau. Và sau đó thì khi mà có những cái cơ hội và thấy rằng là bản thân mình có thể tự đứng vững được thì tớ quyết định cái nghỉ việc. Là thế. Tức là ban đầu thì tớ không nghĩ gì về cái này đâu. Tớ nghĩ là chắc là vừa đi làm vừa làm blog thôi. Gọi là đi hai chân đúng không? Thực ra thì cũng giống như mọi người bây giờ, mọi người đa số là vừa đi làm công việc full time hành chính, tối đến thì quay TikTok. ok. Đúng rồi, chuẩn. Thực ra bây giờ nghĩ là lấy là cuộc sống của rất nhiều người bây giờ, tại vì dù nói gì thì nói, cái nguồn thu từ mạng xã hội nó chưa phải là cái gì đó chắc chắn, trừ khi bạn rất là nổi. Nổi tiếng là những cây KOL hàng trăm nghìn follow. Thì mới có thể nói chuyện đến việc là rằng là mọi người booking có giá ổn. Tại vì không phải là lúc nào cũng có thể nhận booking được nhận hàng, hay là những nền tảng nổi, dễ nổi như Facebook hay là TikTok thì nó lại không có cái doanh thu từ quảng cáo. YouTube thì nó có doanh thu từ quảng cáo nhưng mà rất khó để có thể lên sóng một cách ùn ùn, mà một kênh mà muốn gọi là sống bằng nó ít nhất phải 100,000 follow, nhưng mà cái đấy không phải dễ. Đó. Thế là tớ xác định như thế thôi, nhưng mà những cơ hội đến, nó đến rất là ngẫu nhiên. Ví dụ như là tớ làm xong cái blog của mình trên chia sẻ trên Facebook đơn thuần thôi, hồi đấy thì không có lựa chọn khác. Thì Facebook là nền tảng duy nhất. Thế sau đó là một ngày đẹp trời mấy tháng sau, có một chị là brand manager của một bên nhà sách liên hệ với tớ là I Love Cookbook, thì bây giờ chị đấy nghỉ bên đấy rồi, nhưng mà chị đấy cũng là một người mà cho tớ cơ hội đầu tiên để có thể phát triển như bây giờ. Là một cái mà cũng rất là cảm ơn chị ấy. Thì lúc đó là chị đấy đặt một vấn đề rằng là em hãy viết cuốn sách về món chay đi. Sau tụng khá là kiểu run run dậy. Cuốn sách của cậu có phải là cái cuốn đầu tiên về chay không? Chắc chắn không phải là cuốn đầu tiên về chay. Nhưng mà cũng là một cuốn sách mang làn gió mới đến ẩm thực chay của Việt Nam. Tại vì thời điểm đấy là cũng chưa có nhiều người làm về chay đâu. Có người làm về thực dưỡng, nhưng mà nếu mà tìm hiểu sâu về thực dưỡng thì thực dưỡng vẫn có món mặn các kiểu. Còn nếu mà làm chay theo kiểu là mới hơn, không dùng thực phẩm giả mặn mà gọi là cái món mà nó thuần tự nhiên hơn, hoặc là cái cách chế biến nó đa dạng hơn, hạn chế dùng gia vị, thì tớ nghĩ là tớ là một trong những người đầu tiên như vậy. Thì lúc đó là, và cuốn sách cũng khá là hot, tức là dù làm cái thị trường rất là ngách là món chay, nhưng mà sách cũng được tẩu tán rất là nhanh. Tức là khi mà cũng có cái giai đoạn order trước, pre-order rồi đặt trước, nhưng mà chỉ từ lúc là chính thức ra sách đến lúc mà có tin xuất bản nó chỉ vọn vẹn 1 tuần 10 ngày, một tuần hay 10 ngày thôi. Mà tức là đi tong luôn 2,000 quyển, cũng là một cái sức mua khá là ổn. Dĩ nhiên là không thể hot những cuốn 100,000 rồi, nhưng mà tớ thấy rằng là đó là một sự thành công ban đầu của tớ. Và khi mà có những cái mốc như vậy thì tớ thấy rằng là ok, tương lai của mình gắn liền với cái này, chỉ gắn liền với cái này nó rõ ràng hơn và nó ok hơn, nên là tôi cũng cân nhắc từ có đó. Có vẻ là kiểu như là mọi thứ nó connect với nhau, kiểu các cái dấu chấm nó bắt đầu kết nối lại với nhau đúng không? Thành một con đường gì đấy mà nghe nó có vẻ hợp lý. Tôi nghĩ là hoặc nói cách khác rằng là nó là những cái viên gạch đầu tiên để những cái bậc thềm mình đi gọi là xa hơn ấy. Nhưng mà đúng như thế, tôi nghĩ rằng là tớ nó tạo cho tớ một cách kiên nhẫn. Thực ra bây giờ vẫn khá nóng vội trong nhiều thứ, nhưng mà cũng hiểu rằng là để làm cái gì đó thì cần phải có thời gian và phải kiên trì với nó. Nên là tôi cũng muốn một cái thông điệp nho nhỏ đối với những bạn trẻ bây giờ rằng là hãy chịu khó gọi là làm công việc mà chưa thích lắm. Sau đó sẽ hãy tìm đam mê một cách dần dần. Và cũng hãy thoải mái rằng là đam mê đấy nó sẽ không gắn liền với mình cả đời đâu. Nó sẽ thay đổi liên tục. Mình hãy cứ gọi là gì? Take it easy thôi đúng không? Tận hưởng một chút. Tận hưởng một chút và không nên YOLO, nhưng mà nên tận hưởng một chút. YOLO thì nếu mà chúng ta chỉ mải mê tận hưởng mà quên tạo ra những cơ hội thì đến lúc mà cơ hội đến ấy thì mình sẽ không có cái tài nguyên để nắm bắt. Mình phải có tên nền tảng đúng không? Ví dụ đợt đấy mà tớ cũng không tập trung vào, tớ nghĩ rằng là chỉ chia sẻ trên Facebook cá nhân thế là ổn rồi, thì chắc gì đã có một cái trend về sách như thế, một cái deal về sách mà ok như thế. Đó. Yeah.
tớ nghĩ rất là hay. Mình trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay mình sẽ nói về cái câu chuyện về cái công việc food blogger của Đức. Thì trong đấy thì tớ thấy có hai cái khía cạnh đầu tiên chắc là về ẩm thực rồi. Thì nãy giờ thì mình cũng đang nói với nhau về câu chuyện là đồ chay ấy. Thì tớ thấy là cậu có vẻ như là cái việc mà ăn chay hay là kiểu nấu đồ chay hay là cái tình yêu với món chay nó đến với cậu một cách khá là tự nhiên ấy. Tớ thì từ góc độ tớ là một người ăn thịt thì mặc dù tớ có một cái cuốn sách của Đức ở đây nhưng mà nhưng mà tớ là một người ăn khá là xôi thịt và tớ cảm thấy là ví dụ như với tớ chẳng hạn thì để mà có thể ăn chay ấy, nó sẽ cần chắc là phải cần rất là nhiều cố gắng. Thì không biết là cái việc mà tức là trong rất nhiều cái cách tiếp cận khác nhau về đồ ăn thì cậu lại tiếp cận về đồ chay thì nó có cần phải cố gắng gì trong cái cách tiếp cận đấy không? Có cần phải nỗ lực để mà mình có thể ăn chay được không? Tại vì tớ làm đồ chay thì nó đến từ cái việc tớ quyết định ăn chay chứ không phải là tớ làm đồ chay rồi tớ mới quyết định ăn chay. Okay. Thế nên là nó tự nhiên lắm. Tại vì thực ra là tớ ăn chay rồi tớ đâu thể làm đồ mặn. Đúng không? Ví dụ như food blogger đồ mặn thì họ thi thoảng đến ngày rằm mùng 1 thì thôi làm mấy công thức món chay thì ok. Và họ chỉ là content phụ của họ thôi. Còn tớ đã ăn chay rồi thì đâu thể là kiểu hôm nay làm blog đang đòi món chay, hôm nay mình giới thiệu bạn món sườn nhé. Cũng không đúng được đâu, không được, tại vì cũng đâu còn thể nếm được. Đấy thì đấy nó rất tự nhiên thôi, đấy là con gần như là lựa chọn duy nhất phù hợp với cái con người của mình rồi. Thế là về đồ chay thì nhưng mà tớ thấy rằng là nó cũng là cái yếu tố về cái thời cuộc và cái tình hình lúc đó. Đó là trong những thời điểm mà năm 2017 là cái blog, thời điểm mà blog của tớ ra đời thì lúc đấy là những cái blog về đồ chay, những kênh chia sẻ về đồ chay có, tớ nghĩ là không ít, nhưng mà để theo hướng như của tớ ra một blogger, một cái personal branding như thế thì mọi người chưa làm nhiều. Bây giờ thì rất nhiều rồi, đặc biệt trên TikTok. Tại vì TikTok nó tạo cho cơ hội của rất nhiều người trẻ, họ sáng tạo và họ đem những cái content rất là relatable. Không biết dịch tiếng Việt thế nào cho nó phù hợp. Nhưng mà nó rất là relatable như thế thì thì bây giờ mọi người gọi kiểu gọi là nhà nhà làm influencer rồi. Nó khác với thị trường những năm 2017. Thì tôi nghĩ rằng là tại sao không mình không đi những bước đầu tiên. Thì rõ ràng là khi mà mình đi vào cái con đường này ấy, thì tôi thấy là cậu sẽ cần phải có một cái sự am hiểu nhất định với ẩm thực, đúng không? Như cậu nói là kiểu mình cũng phải có một cái tiêu chuẩn gì đấy chứ mình không thể quá là dở về đồ ăn mà mình lại đi là food blogger được, đúng không? Mình phải có một cái standard nhất định. Thì tớ không biết là ví dụ để mà trở thành một cái người food blogger như cậu ấy thì cái gì quan trọng hơn, cái khả năng gọi là nấu ăn giỏi hay là cái khả năng cảm thụ và gọi là đưa ra quan điểm hay là đưa ra một cái cảm nhận về món ăn thì sẽ là quan trọng hơn, một trong hai cái đấy thì cái gì quan trọng hơn? Tôi nghĩ cái này rất là khó nói nha, tại vì để làm một người food blogger thì phải làm tất cả mọi thứ. Tức là nấu là một chuyện, sau đó là biết cảm thụ về món ăn nữa và cũng phải biết sáng tạo công thức nữa, nên là tôi nghĩ là nó cũng quan trọng như nhau á. Ví dụ bây giờ mọi người nấu món ăn ngon nhưng mà mọi người không có một cái cảm vị nhất định ấy, thì rất là khó điều chỉnh. Ví dụ ok bây giờ mình nấu một món công thức như thế rồi, ok mình đang test công thức đó, nhưng mà nếu mà mọi người không cảm vị tốt thì cũng khó mà đưa ra một công thức chuẩn được, và như thế thì cũng sẽ không thuyết phục được mọi người. Dĩ nhiên khi mà mọi người chia sẻ miễn phí thì không phải ai cũng làm, nhưng quan trọng những người làm thì họ thấy ngon, họ sẽ theo mình và họ sẽ follow. Đấy là những người follow rất là trung thành. Nhưng mà thực ra bây giờ làm một công thức nổi nó không khó, không quá dễ, nhưng mà nó không khó, tức là cái độ viral đồ ăn bây giờ tớ thấy nó cũng khá là khó đoán thế nào là một công thức sẽ nổi, đúng không? Vào hình ảnh không? Hình ảnh hoặc là đơn giản là sự lạ lẫm, có rất nhiều thứ để tạo lên cái sự viral bây giờ. Nhưng mà nếu mà đi lâu về dài là vẫn là cái món ăn ngon, tức là người ta nói thôi là người phải thấy ngon. Thì đó mới là cái gọi là cái mấu chốt và cái core value và và cái đấy để tạo nên cái gọi là, thế đấy mới gọi là một cái food blogger. Tại vì nếu mà tớ chỉ là quan điểm cá nhân của tớ thôi, tớ là một người khá là bảo thủ. Thì tớ thấy rằng là food blogger mà theo cái định nghĩa của tớ thì vẫn phải là một người nấu ăn ngon, một người cảm vị tốt và một người nghiêm túc, một người thực sự nghiêm túc với ẩm thực. Tức là họ có kiến thức và họ thực sự có một sự yêu thích và đam mê nhất định. Thế nên là cái thời điểm mà tớ bắt đầu á thì cũng chỉ có một số ít người gọi là food blogger tớ có thể kể ra, chắc là cái tên này cậu sẽ biết, nhưng mà đến bây giờ tớ vẫn đấy là những người đào năm rồi, đó là chị Isip Kitchen hay là chị Starvy Days hoặc là đấy, tức là đấy là những con. Thực ra trong khi tớ bắt đầu á tớ đã gọi là noi gương và học tập theo họ, tại vì thực sự họ làm rất là bài bản và công thức cũng tớ nghĩ là đã được gọi là
gọi là thử lửa một thời gian rất là lâu rồi, tại vì họ đã phát triển con người con đường hàng chục năm rồi. Và đến bây giờ họ vẫn là những con người gọi là đầu ngành trong những cái lĩnh vực mà họ theo đuổi. Ví dụ như chị Savi đây thì nổi tiếng về bánh, còn chị Ship thì làm chung hơn, nhưng mà nói chung là vẫn là một cái chuyên gia về ẩm thực rồi. Thì tôi thấy rằng là cái việc mà có thể làm ẩm thực á, là làm food blogger, cái tên thì nó gắn cho ai chả được. Đúng rồi. Nhưng mà để có một chỗ đứng, và tôi nghĩ rằng là nó sẽ đúng với một câu ngắn gọn thôi, là vàng thử lửa. Ok, để mà nói là trở thành một food blogger mà gọi là đi lâu dài như cậu nói ấy, thì chắc chắn là tớ tin là cần một cái sự đam mê và một cái sự nghiêm túc. Tớ khá là thích cái từ nghiêm túc mà cậu nói ấy. Thì tớ cảm thấy là ví dụ như trong những cái bài chia sẻ hay là những cái bài blog của Đức ở trên Facebook hoặc là trên blog của cậu, thì bên cạnh là ví dụ công thức hay là những cái thông tin các thứ đơn thuần chẳng hạn, thì tớ thấy là nó còn có những cái vấn đề về dinh dưỡng hay là những cái vấn đề về gọi là bên lề của cái câu chuyện đấy. Thì tớ khá là tò mò, không biết là cái kiến thức đấy thì cậu gom nhặt ở đâu, hay là cậu phải học ở đâu, hay là bởi vì có những thứ về dinh dưỡng chẳng hạn nó khá là khoa học ấy, thì không biết là mình có cái gì để mà bảo chứng cho cái chia sẻ đấy của mình không? Ok, tớ hiểu. Tại vì thực ra là cái từ nghiêm túc, tại sao? Thì thực ra đây ai cũng có thể nói từ đam mê, ví dụ tớ mê cái này, tớ mê cái kia, nhưng mà thể thực sự nó biến thành nó một cái business, một cái nghề. Không hẳn là cái nghề đi, nhưng mà một cái business, một cái gì mình theo đuổi lâu dài thì nó cần sự nghiêm túc. Và tại vì sao? Tại vì cậu muốn làm cái gì đó thì cậu phải hy sinh. Thì tôi quay lại câu hỏi của cậu ấy, là về rằng là cái sự nghiêm túc đấy, cái làm như thế thì tôi thấy một điều rất là quan trọng. Đó, tức là khi mà bắt đầu tớ gọi là nghỉ việc đi, một cái sự rất là trung trinh ấy. Không biết rằng là mai mình sống bằng cái gì. Nói đùa, không biết là mai ra chợ mua rau bằng cái gì. Đó. Đấy, lúc đấy ước rằng là ôi số ơi, có ai nuôi thì tốt quá. Đại gia người tốt quá, đúng không? Thì mình có một cái nói vui vậy thôi, chứ thực ra là thực tế đấy, muốn lắm nhưng mà không có. Nhan sắc có hạn. Chưa đủ đẹp. Thì đấy, thì mình thấy rằng là cái câu chuyện đấy phải sự nghiêm túc, và cái sự nghiên cứu ngoài những cái công thức đấy thì nó dễ dàng rồi. Tại vì thực ra công thức đơn giản là từ kinh nghiệm của mình thôi. Mọi người có thể gọi là tập luyện, mọi người tập sửa là được rồi. Còn cái thông tin về dinh dưỡng ấy, nó là khoa học. Mà khoa học thì gần như nó chỉ có một đáp án. Nhưng mà mọi người, nếu mà cậu làm Spyro biết rồi, thì có nhiều khi cái vấn đề về khoa học nó còn tranh cãi nữa. Nhưng mà nó luôn luôn có một cái gọi là một cái kim chỉ nam, cũng như một cái nền, cái standard nhất định. Cậu không thể nói thông tin dinh dưỡng một cách gọi là huyễn hoặc được. Vì thực ra cái chuyện ăn uống rất là quan trọng. Mình đưa ra những lời khuyên mà không xác đáng thì có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người ta. Và như thế thì tôi thấy như thế nó không phải là một cái gọi là đạo đức nghề nghiệp được. Mình làm food blogger, nhưng nếu mình đã quyết định là mình chia sẻ về dinh dưỡng thì mình phải chịu trách nhiệm đối với cái thông tin mà mình chia sẻ với mọi người. Có thể đó chỉ là một cái câu chia sẻ, một câu đoạn thôi, nhưng mà khi mà người ta đã tiếp nhận thông tin như thế, có nhiều người họ sẽ không có thói quen là người ta kiểm chứng lại đâu. Trong cái thời đại mà ngột ngạt thông tin này, đợt trước là Facebook và bây giờ gọi là 1000 cái clip TikTok gọi là nhồi sọ chúng ta như thế, thì chúng ta sẽ không, gần như không có thời gian mà chúng ta sẽ kiểm chứng lại thông tin. Và mình thấy rằng là cái thời điểm đấy, khi làm mình cái làm cái cuốn sách thứ hai của tớ, thì tớ chia sẻ rất là sâu về dinh dưỡng, thì tớ đã phải bắt buộc đó là tìm những cái nguồn mà rất là chính thống. Tuy có thể là họ mai này họ sẽ revise lại, nhưng mà thứ nhất đó là những nghiên cứu đã được peer review, hoặc là những cái tổ chức uy tín về sức khỏe. Ví dụ như là tôi làm về cái recommendation về dinh dưỡng chẳng hạn, thì tôi phải tham khảo đó là từ cơ quan của châu Âu cũng như là của Mỹ, họ recommend dân của họ ăn uống như nào, lượng tinh bột, lượng đạm, lượng chất béo ra sao, và nếu mà ăn chay thì phải chú ý những cái gì, thì tôi phải tham khảo tất cả thế. Nhưng mà nó phải là từ hiệp hội uy tín, chứ không phải là mình nói một cách bâng khuơ đâu. Thế nên là có những đợt mà tôi cũng hiểu khá là khó chịu khi những mọi người chia sẻ những cái thông tin về dinh dưỡng trên mạng xã hội, Facebook, TikTok, YouTube mà mọi người không uốn lưỡi 3 lần trước khi nói 7 lần. Ôi 7 lần rồi. Nhưng mà mọi người nói ra và cái thông tin này nó sai. Dĩ nhiên rằng là ai cũng sẽ có sai sót. Thực ra thì tôi nghĩ rằng là có những thông tin tôi chia sẻ trong quá khứ có thể đã không đúng. Nhưng mà ít ra là tôi đã tìm hiểu rồi. Và nếu mà có cái gì không đúng tôi sẽ đính chính lại. Nhưng mà cũng rất may là tôi đều khá là kiểm soát những cái thông tin đấy, để nó không, nó một cách gọi là trung lập nhất. Trung lập nhất, tại vì dinh dưỡng là khoa học, mà khoa học tốt nhất là trung lập, nó không bị ảnh hưởng cái gì cả. Và để có một cái gọi là một cái khuyến cáo gọi là tốt nhất
đối với mọi người. Và thực ra mình phải đứng ở vị trí là mình khuyên họ thôi và mình đi chia sẻ thôi, chứ đừng thay vị trí của bác sĩ và những chuyên gia. Và ở Việt Nam đang bị mắc cái rất nhiều người họ tự họ coi là họ những chuyên gia như thế, mà trong khi cái training và những cái bằng cấp thì không có. Và như thế thì nó một cái rất là nguy hiểm. Và tuy là thế mà tôi cũng phải tìm hiểu rất là lâu, nhưng mà may mắn là từng học kinh tế nên là có vốn tiếng Anh gọi là đủ dùng. Vì thực sự ở Việt Nam ấy thì cái nguồn tài liệu về dinh dưỡng nó khá là ít và khá là outdated và khá là cũ rồi. Thực ra bây giờ mà cái tháp dinh dưỡng ở Việt Nam khá là gọi là sao nhỉ? Lạc hậu rồi. Lạc hậu đúng không? Đúng rồi. Bây giờ theo tôi biết là nó chia thành hình tròn và 4 ô đúng không? Hay là đấy, không, thì đấy nó vẫn là, nó không phải là tháp dinh dưỡng, nó chỉ là một cái nguyên tắc về ăn uống thôi. Okay. Để làm sao cân bằng thôi, nhưng mà cái tháp dinh dưỡng của Việt Nam thì trứng sữa và thịt cũng khá là vẫn được coi trọng. Cái đấy không sai. Thực ra tôi nghĩ rằng không phải ai ăn chay và ăn chay nó phù hợp cho tất cả mọi người. Tức là có người phù hợp, có người không, hoặc là phải điều chỉnh cái nào đó. Nhưng đa số bây giờ những gọi là chuyên gia trên thế giới và những tổ chức y tế về sức khỏe chẳng hạn, thì họ sẽ khuyến cáo rằng là chủ yếu là nên ăn thực vật và động vật sẽ là thực phẩm bổ sung thôi. Tức là mình không đặt nặng về thực động thực động vật quá, mà là hướng đến những thực phẩm toàn phần từ thực vật. Và nên ăn nhau nhiều nhiều rau nhiều ấy, và trứng sữa nên ở mức hạn chế, thịt đỏ cũng vậy. Nhưng mà tức là những cái đấy nó mang tính gọi là một trong nguyên tắc dinh dưỡng, nó là sự moderation, tức là vừa phải. Nó bổ sung cho lại nhau, không bị cực đoan là mình loại bỏ chất gì, loại bỏ chất gì, mà quan trọng là ăn uống làm sao cho nó phù hợp ấy. Thì đấy, tức là đấy là không phải ai cũng sẽ hiểu được những cái nguyên tắc như thế. Vì nhiều khi mọi người khi làm về đồ ăn và dinh dưỡng, mọi người sẽ có bias nhất định, tớ cũng sẽ có. Đúng rồi. Tớ là ăn chay mà tớ sẽ thích. Bây giờ thôi, thì mọi người cứ bỏ hết thịt đi, thì mọi người bây giờ mọi người làm đồ chay nhiều hơn thì có lợi cho mình, đúng không? Nhưng mà mình không thể nói như thế được. Mình chỉ đứng ở trên phương diện rằng là ok, nếu mà họ đã quyết định rằng ăn chay phù hợp thì ăn chay như này sẽ ok hơn. Chứ tớ không khuyên rằng là trời ơi, nhỉ, ăn miếng thịt kia mà ăn được à? Eo ơi, kinh thế, tớ không thể làm như thế được. Thì thực ra là chuyện ăn là chuyện cá nhân và họ sẽ có quyền quyết định. Mình không nên gọi là ép buộc ai cả. Và chỉ mang tính là chia sẻ thôi. Ai thấy vui, thấy hay thì ok, còn không thì cũng chả vấn đề gì cả. Đó, tôi nghĩ là nhưng mà bây giờ cái công thức viral luôn luôn là sự cực đoan. Mọi người luôn đẩy lên extreme. Có thể ví dụ được không? Tớ thấy ví dụ nhá, thì tớ nghĩ không liên quan về ẩm thực đâu. Nhưng mà những cái clip mà những gọi là idol TikTok ấy thì đều là những có những cái hành động, nói chung là nó sẽ không cái món này nó không được healthy lắm à? Không, tớ không nói về đồ ăn mà nói chung là về cái sự nổi, cái sự viral bây giờ ấy, nó là cái gì luôn luôn bị extreme, tức là luôn luôn sẽ phải tạo ra sự tranh cãi. Nó tạo ra là controversial. Thế thì nó không còn đúng với cái bản chất khách quan của một người thật sự là một cái food reviewer hay food blogger công tâm nữa, đúng không? Tớ nghĩ là tớ cũng đã gặp những người mà họ làm về đồ chay, có thể là họ bây giờ tiết chế lại rồi. Nhưng mà có những người họ làm về đồ chay nhưng họ khẳng định 100% rằng là ăn chay tốt hơn thịt. Cái đấy thì phiến diện, hơi phiến diện. Cái đấy thì tớ sẽ không đồng ý. Tức là có những người tớ nghĩ rằng là ăn chay hay ăn mặn để tốt thì nó sẽ có những cách riêng và không cái nào là hoàn hảo 100% cả. Mình ở từng thời điểm và từng cái hoàn cảnh thì mình, nếu mà ăn chay phù hợp thì mình cứ ăn thôi, mang tính chất vui vẻ kiểu như vậy. Nhưng mà có những người họ sẽ cực đoan rằng là chỉ có ăn chay là tốt thôi. Và tớ nghe những câu chuyện rằng là có những người họ ăn chay và còn không ngồi cùng với người ăn mặn cơ, không ngồi cùng mâm. Đó, hoặc là họ kiểu nghĩ rằng là tất cả các thực phẩm từ động vật là xấu chẳng hạn, và không tốt cho sức khỏe chẳng hạn. Đấy là như vậy. Và như thế thì nó cũng sẽ không hay. Hoặc là những cái thông tin, ví dụ như là đợt trước ấy, khi mà tớ làm về, tớ được nghe những cái chia sẻ của một bạn nói về chuyện rằng là ok, nấm rất là giàu đạm chẳng hạn, mà trong khi tớ tìm hiểu ra thì nó không hề giàu đạm ấy. Nhưng mà họ nói một cách rất là vô tư ấy. Tức là họ nghĩ rằng là chia sẻ thông tin này thì nó giống như kiểu là vào tay trước ra tay vô tưởng vô phạt ấy. Họ không nghĩ rằng là cái hậu quả đằng sau nó sẽ như nào. Có những người họ nghĩ rằng nấm giàu đạm như thế thì cứ ăn chay thì ăn nấm thôi, tại vì nó ngon mà, đúng không? Ăn chay mà ăn nấm thôi, thế là ok rồi. Thế là có những người mà ăn nấm nhiều quá mà không ăn những cái thực phẩm khác chẳng hạn, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người ta. Đó, nên là mình luôn luôn gọi là đính chính, cố gắng đính chính, nhưng mà cũng lười ấy. Tại vì thực ra đính chính xong lại tự tạo drama và lôi cái drama đấy vào mình ấy. Thế cuối cùng tớ chọn cách gọi là im lặng, cũng không im lặng mà tớ chia sẻ theo kiểu góc nhìn cá nhân, chứ tôi không phải là tác người ta vào. Ok, bây giờ nấm không phải là thực phẩm giàu đạm từ thực vật nha, nó chỉ có từ này, nếu mà bạn ăn chay thì bạn nên chọn những thực phẩm khác chẳng hạn. Đấy là cách mà tới tiếp cận vấn đề. Chứ thực ra bây giờ cãi nhau trên mạng chắc là cũng thôi, cái mình qua cái tuổi đấy rồi. Hồi trẻ thì còn hứng thú lắm. Hồi tớ nghĩ là tầm mới ra trường hoặc là bắt đầu mới ăn chay á thì cũng đấy hùng khí thế lắm. Nói chung là ok, người ta nói sai nhưng mà mình rất là gọi là nhiều năng lượng để mình gọi là phản bác lại. Còn bây giờ thì thôi, kệ.
Mình sống một mình thôi. Bây giờ chắc là mình già rồi. Ừ, thì ra gần 30 rồi mà. Ok. Quay trở lại cái khía cạnh mà mình nói về câu chuyện là food blogger đi. Thì vừa xong mình nói rất là nhiều về ăn chay, về quan điểm của cậu về ẩm thực, về quan điểm của cậu về nấu ăn. Thì bây giờ tớ muốn đào sâu hơn về cái khía cạnh còn lại của câu chuyện ấy. Đấy là việc làm blog, việc blogging. Thì không biết là một ngày của một food blogger thì diễn ra như thế nào? Tôi kể ra đây chắc mọi người nghĩ là trời ơi. Đây không phải food blogger mà chắc là ok, xin mời. Ok, thực ra thì tôi thấy rằng là cái cuộc sống food blogger thì bây giờ tôi nghĩ là tôi không làm quá nhiều content như hồi trước nữa. Từ bây giờ thì tớ lại tập trung vào mảng giáo dục nhiều hơn. Mà khi đã tập trung như thế thì cậu sẽ không có nhiều thời gian sản xuất content như mọi người nữa. Chứ bây giờ làm sao mà cạnh tranh với Gen Z đúng không? Gen Z bây giờ đầy năng lượng sáng tạo. Cả ngày chắc có quay được 10 clip TikTok mất. Mình thì không quay được cái clip nào cả. Nói vui vậy thôi, nhưng mà bắt đầu một ngày của tớ thì chắc là thực ra thì tớ sẽ brainstorm idea từ ngày hôm trước. Tức là ok, nếu mà hôm nay mình định làm có thức gì mới thì tớ sẽ thử lên nguyên liệu, sau đó là đi mua chợ. Xong đi chợ sáng ra thì đi chợ, sẽ làm đi chợ một cách cũng khá là chill. Thì khu tớ ở thì cũng khá là mát mẻ nên là đi chợ buổi sáng cũng khá là vui. Thì mua xong thì tớ về nhà và tớ bắt đầu test công thức. Thực ra nếu mà nhiều món thì đúng là có nhiều khi một test một lần là xong rồi. Cũng ra được cái vị chuẩn rồi. Thực ra là khi mà tớ làm ấy thì tớ đã tự chỉnh trong đầu tớ rồi. Ví dụ tớ làm concept này đã cả một cái vị khá là ok rồi. Nhưng mà tớ test lại xem bằng là như nào nữa, tại vì cũng làm ẩm thực một thời gian rồi thì cũng sẽ có một cái kinh nghiệm nhất định. Thì đấy, thì đến xong thì tớ về nhà xong thì sẽ nấu nướng, test mọi thứ xong thì sẽ chụp ảnh và lên bài. Lên bài là lên bài trên blog và Facebook. Facebook thôi. Chứ tớ cũng không đủ sức để làm content video bây giờ. Thì cũng phải, đấy là cái mà mình thấy cảm giác là đúng là cũng, thì vì thực ra là cũng rất là phục mọi người ấy. Mọi người có thể làm content nhiều như vậy. Thì vì thuộc là cái của tớ, chắc là tớ nghĩ là cái vấn đề của tớ nó nằm ở cái standard của tớ nó hơi cao. Tức là khi quay video thì tớ muốn mọi thứ nó khá là chỉn chu ấy. Và khi mọi người quay như thế mọi người sẽ cảm giác là rất là hơn. Tại vì thời gian nếu mà tớ nghĩ là quay TikTok ấy thì nó có một cái lợi rằng là cái setup nó khá đơn giản. Và thực sự ấy, tớ thấy rằng là clip mà nổi nhất đấy không hẳn là mà clip nấu ăn đẹp đâu. Đơn giản là công thức đấy đơn giản, dễ làm và nhìn thấy nó khá là ngon là được rồi. Nhưng mà tớ lại bị ám ảnh bởi cái sự duy mỹ cũng như là cái sự hoàn hảo ấy. Tức là lại phải đặt, muốn làm một món gì đó nhưng mà lại muốn quay một cách rất là chỉn chu như để up lên YouTube ấy, kiểu cinematic một chút ấy. Tức là có chill, có vibe một chút thì nó sẽ khó hơn và lâu hơn. Một chút, tức là nó không phải là dễ dàng kiểu là một cách ngộ hứng nữa. Nó sẽ tốn thời gian một chút. Và đấy, mà tức là bình thường mọi người quay bằng điện thoại, edit trên điện thoại còn tiện đúng không, cắt các kiểu. Nhưng mà ví dụ như là tớ làm thì kiểu là ok, quay xong cho vào cho vào máy, co vào máy xong lại mở Final Cut lên thôi, edit cả ngày ấy thì nó sẽ là mệt ấy. Thế là thôi, nên là tớ chỉ gọi là đăng lên Facebook với cả blog là chủ yếu, đã hai kênh tớ đang làm bây giờ. Nên là cũng tem thôi, vui vui vẻ làm vừa. Thế phải là công việc chính trong ngày thì sẽ là test công thức và viết bài blog về những cái món ăn đấy. Và chắc là dạy học nữa đúng không? Tớ cũng dạy học, thì tớ cũng gọi là vừa, thực ra phải nói rằng là bây giờ tớ không phải là food blogger một cách đơn thuần nữa. Bây giờ businessman. Tức là bây giờ tại vì tớ là tớ mà giáo dục thôi thì cái blog của tớ nó trở thành một cái business. Mà mình công nhận như thế, mình không thể thơ văn và gán cho nó một cái gì đó nữa. Nhưng mà thực ra nói thế thôi, chứ thực ra thì tớ làm khóa học thì tớ nghĩ rằng là nó đơn giản, rồi nói rằng nó là để đảm bảo một cái gọi là một cái thu nhập cho mình ổn định. Tại vì tớ không muốn phụ thuộc vào quảng cáo. Tại vì tớ cũng khá là khó tính trong việc lựa chọn sản phẩm nào quảng cáo. Tớ đã từ chối rất là nhiều nhãn hàng lớn rồi. Dầu ăn, mì chính hơn em, tớ từ chối hết nha. Không nêu. Bởi vì cái đấy nó đi ngược lại cái giá trị của tớ. Tớ là hướng đến là không nêm gia vị công nghiệp. Và dầu ăn của tớ cũng khá là khó kỹ lưỡng về lựa chọn cái nhãn hàng cho phù hợp. Thì mì chính hạt nêm thì đã dĩ nhiên là trong cái list tớ không dùng đến rồi. Ông lớn rất to thì đã không nhận được rồi đúng không? Đúng rồi, thực ra thì tớ không làm booking nhiều đến vậy đâu. Thế là mọi người hỏi thôi. Thì tớ thành ra là tớ nghĩ là một vài lần hỏi người ta cũng không thấy ok thì chắc là người ta cũng không
làm với mình nữa. Thì nên là tớ những thi thoảng tớ có một số booking nào tớ thấy ưng thì nó làm, nhưng mà nói chung là giống muối bảo bể à. Với cái chi phí đắt đỏ như Hà Nội thì nó không có thể duy trì được. Thì tớ nên từ đấy, từ cái thời điểm đấy tớ suy nghĩ một cách nghiêm túc rằng là ok, bây giờ đam mê của mình là như thế, làm blog nghe rất là, một blogger nghe rất là tự do tự tại kiểu thích thì làm, không thích thì thôi ấy. Nhưng mà thế thì nó không bền vững. Đúng rồi. Thì tôi thấy rằng là bây giờ nó phải chuyển đổi thành một cái mô hình kinh doanh. Mình đơn giản rằng là mình bán cái chất xám của mình và mình nhận lại được cái gì. Thì đấy, tớ thích cái việc giáo dục. Tớ đi về mảng giáo dục, tớ đi dạy mọi người nấu ăn. Đợt trước khi có dịch thì tớ tập trung vào lớp offline để mọi người có thể trải nghiệm trực tiếp. Nhưng mà bắt đầu khi có dịch thì mọi thứ phải thay đổi thôi. Thực sự đấy là một cái thay đổi rất là có ý nghĩa với tớ. Theo kiểu là, tại vì cái thời điểm mà tớ nghỉ á là cái thời điểm nó khá là khó khăn. Là tớ nghỉ vào đúng năm nghỉ, đầu năm 2020. Nghỉ xong mới biết có dịch. Tớ nghỉ về xong tớ mới biết thì dịch mới đến. Nó đang chứ không phải là mọi người có may mắn chán nhá, mọi người đi làm xong, mọi người đang đi làm thì mọi người có đột cái là mọi người có thể là công ty gặp khó khăn lúc đấy nghỉ, nhưng mà mọi người vẫn có một số thời gian chuẩn bị. Tức là công ty vẫn gọi là ngoi ngóp được đến một thời gian, sau đó mới có thể đóng cửa, đúng không? Nhưng mà tớ đây là kiểu nghỉ việc luôn, tức là lương không đồng luôn trong cái thời điểm mà đấy, và lúc đấy còn tớ còn đi thuê cái điểm khác còn đắt hơn đấy. Tức là tớ khi đi làm công ty thì tớ vẫn thuê ở cái một chỗ, lúc đấy là thuê một giá thôi, mà đến lúc mà tớ quyết định rằng là ok, bây giờ mình nghỉ việc, mình làm lớp online nha, thì mình phải tìm ra một cái chỗ địa điểm khác, vừa là chỗ thuê nhà vừa là lớp học. Thì nó vui lên một phát là tớ tăng gấp đôi luôn giá thuê. Đấy, thì lúc đấy là mình cũng hơi choáng một chút. Mà may mắn lúc đấy là có một chút saving ở trong tài khoản nên là vẫn duy trì được vài tháng và vẫn sống vật vờ được một thời gian. Lúc đấy là gần như là, lúc đấy thì cũng làm content, cũng chăm chỉ làm content. Cái đợt mà lúc đấy là nhà làm content cái thời mà tháng 4 2020 đến hết năm ấy, thì bắt đầu gần như là mọi người chả đi đâu được. Đúng rồi. Thế là tớ cũng chăm chỉ làm YouTube, đợt đấy là chăm chỉ làm YouTube thật, mỗi tuần 2 cái video liền, nhưng mà sau đó thì làm được vài tháng thì lại bận những công việc khác, lại quay lại với lớp học. Khi bắt đầu hết lệnh giãn cách thì lại quay lại với lớp học trực tiếp. Thì bây giờ thì tớ lại tập trung hoàn toàn vào mảng online thôi. Đấy, để dạy nấu ăn online và tớ cũng thấy khá ok. Thì mình thấy rằng là khi mà cái đam mê của mình trở thành một cái nghề gánh nghiệp ấy, thì nó không còn là một cái bức tranh toàn màu hồng nữa như mình nghĩ nữa. Thực sự tớ đã từng nghĩ rằng là tớ làm blog làm cái gì đó rất là thoải mái. Bây giờ nó vẫn thoải mái theo đúng một nghĩa là tớ có thể ngủ dậy lúc 10 giờ. Nhưng mà sẽ tương đồng với việc rằng là tớ có thể tớ cần phải đi ngủ lúc 12 giờ đêm, nhưng không phải là mọi người đến tối á, mọi người tắt máy tính, mọi người lên TikTok các kiểu đâu, mà đến tầm gì nhỉ? Tầm tối có rất là nhiều học viên, họ có thể đôi khi họ nấu ăn bữa tối hỏi, họ hỏi hoặc là đơn giản là tôi thấy rằng là nó là công việc mà mình quảng cáo khoa học, mình tư vấn khoa học, mình truyền thông, thì cái việc mà chạy quảng cáo và truyền thông như thế nó không liên tục ấy, mà có những thời gian rất là khó hiểu, rất là tính không tính không mang tính hành chính. Tức là mọi người đi làm công ăn lương thì có thể là đôi khi mình chán ghét, nó mệt mỏi, nhưng mà thực ra là mọi người làm 9 giờ sáng đến 5 giờ tối, ok, đóng lắp ngồi đi về rất thoải mái, đến cuối tháng mọi người nhận lương. Nó là một cái gì rất là ổn định. Một cái gì đó rất là chắc chắn. Nhưng mà đúng là cái thời điểm đấy thì tôi thấy cũng rất là khó khăn đi, nhưng mà cũng đã vượt qua được. Thì thấy ok, mình cũng may mắn ha. Mình phục mình phép à. Okay. Nhân chuyện đang nói về cái chuyện những cái thứ mà cậu làm ấy thì tớ có thể rút ra, bởi vì nếu mà mình xét góc độ là một cái người food blogger hay là food reviewer mà làm một công việc đi, một công việc gọi là nghiêm túc như cậu ấy, thì mình sẽ nghĩ đến những cái nguồn thu nhập từ những cái khía cạnh theo tớ hiểu nhá. Là ví dụ có thể là từ booking quảng cáo chẳng hạn, từ ví dụ như cậu là có thể là đào tạo giảng dạy đúng không, gọi là chia sẻ nói nôm na là bán khóa học đi. Đúng không, còn buồn chính hiệu ra sách nữa, đây ra sách các bạn có thể đây quảng bá cho cuốn sách về nhà ăn cơm của Đức đây nha, các bạn quan tâm có thể đặt mua. Đấy, nói chung là đấy. Thế còn nguồn nào nữa không, tớ có bỏ sót gì không nhỉ? Tớ nghĩ là nguồn thu chính rồi. Thật ra tớ nghĩ là bây giờ tớ sẽ nói về cái bài toán rằng là nếu mà ai có định làm food blogger, influencer bây giờ thì sẽ thống kê ra một số nguồn thu nhất định. Thì trước tiên nói luôn á, nếu mà mọi người mà muốn giàu á, đừng viết sách. Viết sách nghèo lắm.
Cái danh nghèo lắm, nhận bút của tác giả giống như kiểu cho vui à? Không, nói chung là không phải là không có, nhưng mà thực sự là không đủ sống. Bạn phải đạt đến gọi tác giả 100.000 cuốn thì mới gọi là một cái nguồn thu nó rất là lớn được. Còn nếu mà ấy thì tôi nghĩ rằng là viết sách nó giống như một kiểu branding á. Đúng rồi. Một kiểu làm về thương hiệu cũng rất là ok. Thì nói một cách typical bây giờ nhá, tức là một cái food blogger cũng như là influencer bên. Vì thực ra là hồi trước tôi nghĩ là food blogger thì mọi người làm thì nó cũng khá là nhiều sự lựa chọn rồi, nhưng bây giờ thì thấy rằng là có nhiều người làm hơn. Thực sự là bây giờ một thị trường rất là cạnh tranh. Cũng lên cao. Thì thực ra phải cắt nghĩa một chút nhá. Thực ra blogger là một cái từ rất là rộng. Đúng rồi. Ví dụ như tớ là đúng là một food blogger, nhưng mà tớ sẽ công việc nó rất là khác với một người làm review. Thực ra cái review nó vẫn ở dưới cái từ blog ấy. Thực ra blog là một cái từ rất là chung, có thể đại diện cho rất nhiều thứ. Thì tớ thấy rằng là ok, đối với cả tớ nghĩ là bây giờ cái mà nhiều người làm hơn đi là cái food review. Bây giờ kiểu tại vì sao? Tại vì thực ra cái đấy cậu làm đầu tư thời gian nó không quá nhiều và khá là dễ làm. Cậu giống như kiểu cậu đi ăn thôi, sau đó là cậu quay lại thôi. Nhưng mà dĩ nhiên để nổi tiếng và để phát triển được thì cậu lại phải có một cái gì đó thú vị riêng, một cái hấp dẫn riêng. Chứ bây giờ 1.000 người làm review đồ ăn nhưng mà chỉ có 10 người nổi thôi, đâu phải ai cũng nổi đúng không? Thì đấy, đối với những người review như thế thì tôi nghĩ rằng là cái nguồn thu chính của họ sẽ là từ booking, từ các nhà hàng. Hợp lý. Nhưng mà khi như thế, có sự booking như thế thì nó sẽ bị ảnh hưởng một cái rằng là cái sự đánh giá nó sẽ thiếu sự khách quan nhất định. Nếu cậu đánh giá khách quan quá hoặc là khó tính quá thì chắc là các nhà hàng sẽ chạy mất, chả ai muốn booking mọi người như thế đâu. Thì tớ thấy rằng là chính lý do đấy là tớ hạn chế quảng cáo là như vậy. Tại vì tớ là một người khá là khó tính, nên là chỉ có những đồ nào tớ dùng, tớ thực sự dùng thì tớ mới quảng cáo, hoặc là ít nhất là nó tốt theo cái tiêu chuẩn của tớ. Và tiêu chuẩn của tớ hơi cao một chút so với mặt bằng đi chăng đấy. Thì khi như thế thì tớ sẽ được thoải mái hơn. Tại vì thấy rằng là mình giữ được cái giá trị và cái value của mình ấy, không bị ảnh hưởng. Thì đấy là một nguồn. Đó là từ các nhãn hàng và từ các nhà hàng. Và tớ nghĩ rằng là đấy là nguồn thu chính rồi. Còn nếu mà cậu đi theo hướng blogger là cậu làm về phát triển công thức, về recipe developer, thì có nhiều nguồn hơn. Đầu tiên là cậu nhận booking từ các nhãn hàng, ví dụ là các nhãn hàng lớn như là đồ gia dụng này. Sau đó là về các về nguyên liệu nấu đồ ăn nữa, dầu ăn, mắm muối các kiểu nữa, đồ bếp các kiểu nữa. Thì thực sự là cái mảnh đất rất là màu mỡ. Đúng rồi. Nhưng mà cạnh tranh. Tiếp đến rằng là cậu có sẽ làm về đó là nguồn thu từ quảng cáo. Nhưng mà quảng cáo theo cái nghĩa là quảng cáo YouTube à? Đúng rồi. Nhưng mà ở Việt Nam tôi nghĩ là nếu mà ai làm chuyên về đồ ăn mà có lượng sắp mà đủ để có thể duy trì thì tôi nghĩ không nhiều đâu. Rất là ít. Tôi rất là hiểu cái yếu tố đấy, bởi vì bản thân Spyroom cũng có kênh YouTube và phải là thật sự là phải đến một cái ngưỡng nó rất là nhiều view và rất nhiều follow thì cái thu về nó mới đáng đúng chính xác. Còn nếu không thì mọi thứ nó là... Nếu ai trong nghề cũng sẽ biết rằng là cái view ở Việt Nam nói một cách nó hơi bị rẻ. Đúng rồi. Ví dụ tôi đã nghiên cứu rồi thì thực ra là ví dụ ở các nước Âu Mỹ á, thì một view 1.000 view được khoảng độ 6 đô. Ở Việt Nam 1.000 view chỉ được 1 đô thôi, mọi người nghĩ xem. Tức là một cái clip rất là viral tầm 300.000 view á thì mọi người được 300 đô, đúng không? 300 đô. Gần như là chưa cover được cái chi phí sản xuất cái video đấy, nói gì đến lợi nhuận đấy. Nếu đấy là một team, còn nếu một người thì hên xui. Mà thực sự cộng làm sao mà ai làm mà có thể là 300.000 view mà clip nào cũng 300.000 view được. Ít nhất là phải 300-400 subscribe, mà 300-400 sub ấy, 300-400.000 sub thì nó sẽ là khá là hiếm. Đặc biệt là về food mà kiểu là làm về video nấu ăn ấy, không phải nhiều. Trừ khi cậu có cái team rất là lớn như kiểu mày kiểu đã từng nổi như kiểu Fit đi Cookie chẳng hạn thì may ra. Nhưng mà lúc đấy là team nó có chuyện khác rồi. Nhưng mà nếu mà chúng ta đang nói về kiểu cá nhân đúng không? Đúng rồi. Thì đấy là nguồn tiếp theo, thì tôi thấy rằng là cái từ quảng cáo YouTube thì nó khó đạt được, nhưng nếu mà đã được thì sẽ khá là bền vững và nó không bị phụ thuộc. Và tiếp đến rằng là tôi nghĩ rằng là đây, cái thứ ba cậu vừa nói là sách thì tôi cũng đã chia sẻ ngay từ đầu rằng là nó sẽ tập trung vào việc branding nhiều hơn, nhưng mà thời điểm của tớ thì nó khó làm sách hơn. Tức là không phải ai nổi lên KOL nào cũng sẽ được liên hệ để làm sách ấy. Còn bây giờ tớ thấy kiểu có những nhà sách họ chạy quảng cáo là bạn có muốn tự viết sách của mình tác giả của chúng tôi không? Cái thị trường nó thực ra thì cũng hơi trái một chút, nhưng mà anyway bây giờ là kiểu nhà làm sách ấy. Và nó sẽ ảnh hưởng nữa. Tại vì thực ra là khi mà tớ làm sách xong thì tớ cũng được nhận được những cái lần nhận sách rất là hạnh phúc. Tức là có thể họ mua sách về họ không làm theo, nhưng mà ít ra họ bảo là sách của em nhìn rất là chỉn chu và cũng là có tâm, thì tớ cũng đấy là vui rồi. Đấy, còn
Thực ra có những người mà có mua sách như cậu á, tức là họ thích cái bìa, họ thích cái tên thôi. Sau mở ra, ơ anh ơi, sách này là sách về đồ chay à? em ơi, về nhà ăn cơm, nhưng anh có ghi rõ ràng đây là công thức chay này. Nhưng người ta mua vì cái, thực ra cái tên về nhà ăn cơm, cậu nhớ, từng nhớ nó gắn liền với cái gì ra nổi không? Cái bộ phim về nhà đi con. Người họ có mà ớ thế ừ. Thế cái bộ phim kia có đạo ý tưởng của mày đấy, bạn tớ hỏi thế. Tại vì thực ra là cái sách này ra trước đúng không? Sau đó thì có câu chuyện về nhà đi con, nhưng mà thực ra không ăn tớ không liên quan không gì đâu. Hoặc là có khi họ lấy cảm hứng đấy, biết làm sao được. đúng. Thì đấy, có khi bây giờ phải đòi bỏi bản quyền đấy chứ, phim nổi thế cơ mà. Đúng rồi. Thì đấy, thì tớ nghĩ rằng là cái tiếp đến là về khoa học. Thì tớ nghĩ là bây giờ cũng rất là nhiều người họ bán khoa học á. Lớn nhỏ có. Quan trọng là mình định hình bản thân như nào và và đi theo thế nào. Tại vì thực ra là dạy học online không phải là đơn giản đâu. Dạy học trực tiếp không phải chỉ là quay cái video đấy xong rồi up lên đúng không? Đúng rồi, mình phải có sự hỗ trợ và chăm sóc học viên một cách rất chú đáo nữa. Và giải đáp được cho thắc mắc. Tại vì thực ra là học online thì nó sẽ có những cái nhược điểm so với học offline. Nhưng mà mình làm sao mình khắc phục được những ưu điểm đấy và mình đem lại cái trải nghiệm tốt nhất cho học viên là cái điều mà mình hướng tới. Thì đấy, rằng là nhưng mà cái khi mà đi về khoa học ấy thì nó sẽ liên quan đến việc rằng nó là cái business rồi. Khi mọi người làm booking, mọi người làm YouTube ấy, thì mọi người có thể tận dụng thời gian rảnh. Đúng rồi. Khá là nhiều. Ví dụ như là YouTube thực ra nếu mà ai làm YouTube nghiêm túc ấy, thực ra nó sẽ gần như là 100% thời gian luôn. Đúng rồi. Nếu mà muốn gọi là nó trở thành cái gì đó thu được chứ tớ làm YouTube có biết doanh thu một tháng tớ bao nhiêu? Bao nhiêu? $3 60.000 à? Trời ơi, bây giờ không đủ đi một bữa ăn ở ngoài chứ chưa đủ bát phở chứ, bát phở bây giờ nhiều khi 60-70.000 ấy. Đấy, có $3 à? Thì đấy là một kênh mà cũng đều không lớn nhưng mà cũng không ít, nhưng mà thực ra lượng video nó rất là hạn chế. Vì thực ra phải làm thường xuyên chứ tớ bỏ làm lâu rồi, tại vì tớ tập trung vào những mảng khác. Còn nếu mà khi cậu biến nó thành một cái business rồi thì cậu sẽ có những cái nhức đầu và những cái khó khăn riêng. Nói chung là tớ phải học gần như tất cả mọi thứ. Ok, cái việc quay clip, dựng clip, dạy online là một chuyện rồi đúng không? Cái đấy thì nếu mà ai làm nội dung được thì có thể tự làm. Nhưng mà tớ phải học thêm rằng là ok, chạy ads như nào, quảng cáo Facebook ra sao. Tại vì thực ra mọi người nói thật nha, kể cả mọi người có 500.000 follow chẳng nữa, nhưng mà mọi người muốn tuyển sinh chắc chắn mọi người phải chạy quảng cáo. Đó là điều chắc chắn luôn. Không hiểu đâu, nhưng không hiểu tại sao đâu, nhưng mà chắc là đấy là trò chưa trò với bút để bắt mình chạy rồi. Nhưng mà muốn ra học viên và muốn tuyển sinh được thì mọi người phải đổi tiền vào quảng cáo. Và như thế thì nó sẽ liên quan đến câu chuyện là rằng là ok, mình có chi phí rồi nha. Bắt đầu có chi phí đầu vào, tại vì khi mọi người làm booking mà người YouTube thì thực ra có chi phí phát sinh, nhưng mọi người tính vào được đấy là nhân công của mình. Mình làm bỏ công làm, bỏ công ra làm thì mình được hưởng, nhưng mà đây bắt đầu có chi phí rằng mình phải bỏ tiền ra chạy ads. Đúng rồi. Thì mình phải thu lại được cái nguồn lợi gì đó thì mình mới bỏ tiền ra đúng không, chứ không thể vứt tiền qua cửa sổ được. Chính xác. Và mọi người biết rồi đấy, tôi nghĩ rằng là Spyroom là một doanh nghiệp và cũng hoạt động cũng nghiêm túc đúng không? Thì chắc chắn là cũng sẽ không có lạ lẫm gì việc chạy quảng cáo trên những nền tảng trực tuyến rồi. Làm công việc rất là khó khăn. Và đặc biệt là Facebook là một cái nền tảng khá là khó chiều nữa. Đúng rồi. Đấy thì thực sự là nó rất là mệt mỏi và rất là đau đầu. Có những lúc mà kiểu ad nó kiểu trời ơi sao tốn tiền thế mà không có ai đăng ký cả. Ôi, áp lực quá. Đúng không? Kiểu như thế. Tớ rất là thấu hiểu cái lăn tăn đấy của cậu, bởi vì bọn tớ cũng là những người mà gọi là làm cộng đồng, làm nội dung, cũng truyền thông những cái sản phẩm trên kênh online ấy. Thì thật sự là đấy là một cái kiểu ngay cả khi cậu có một team nó vẫn là một vấn đề rất là đau đầu, chứ không phải nói là một mình. Mà nhân tiện nói chuyện một mình ấy thì cậu, tớ thấy cậu định vị cái business của cậu là một cái căn bếp một người đúng không? Một cái người mà vừa viết này, vừa chụp ảnh này, vừa nấu ăn này. Thế còn phải làm gì nữa không? Ngoài những cái việc đấy ra thì mình còn phải làm gì nữa? Chạy ads. Chăm sóc khách hàng. Tư vấn. Tại vì thực ra không phải ai cũng vào là thấy khóa học của em hay quá chị đăng ký luôn nhắc không? Người ta phải hỏi rằng là nội dung khóa học của em là gì, rồi quyền lợi của chị là gì, rồi họ mới quyết định đăng ký đúng không? Đúng rồi. Đấy thì cũng khá là vất vả. Có bao giờ cậu cảm thấy cô đơn không? Kiểu sau một ngày kiểu ôi cô đơn quá, kiểu ơi có ai đến đây để giúp mình không ấy? Không, quen rồi. Nhưng mà đúng là kiểu hồi mà mình học kinh tế xong tớ làm design, tớ nghĩ rằng ôi chắc là mai này mình không bao giờ phải làm cái nghề sale hay marketing đâu. Đặc biệt là sale, có biết không? Đấy là tớ đã từng đi làm telesale á. Hồi đấy là nổi nhất cái nghề làm thêm mà đi telesale cho mấy trung tâm tiếng Anh ấy. Kéo người ta đến để ấy. Thế là kiểu sau họ tớ làm telesale xong được 2 tuần tớ thấy sốc quá, sốc văn hóa và kiểu có những chiêu trò hoặc là những cái gì đó bắt buộc để người ta phải đến. Và nhiều khi là
bán cho những cái bán cho người ta những cái thứ mà không cần. Thì tớ thấy cũng khá có lỗi. Dĩ nhiên tớ không phải là con thánh thiện gì đâu, nhưng mà thấy rằng là cũng không phải là cái mà mình đi lâu dài được đâu. Tớ làm 2 tuần xong tớ xin nghỉ, tớ bỏ lại lương đấy luôn. Chạy gọi là chạy của bỏ của cái chạy lấy người. Thì đến bây giờ đấy mình lại trở thành những cái người mà mình không muốn đấy, nhưng mà cái việc là mình sale hay mình chăm sóc khách hàng cho chính cái sản phẩm của chính mình ấy thì nó khác, đúng không? Đúng, nhưng mà tớ nghĩ rằng là nhiều khi á mình phải đặt câu hỏi rằng là nó là đam mê, nó là yêu thích của mình, nhưng mà mình sẽ phải làm việc mình không muốn. Tớ thấy người trẻ bây giờ họ bị kiểu rằng là chỉ muốn làm cái mình thích. Nói chung là đúng, là thực ra đúng thôi, hồi trước mình cũng nghĩ như thế. Đúng. Mình chỉ muốn làm cái mình thích thôi, có ai muốn làm cái mình không thích đâu. Nhưng mà bây giờ gọi là ra đời rồi, bị tiền thuê nhà hàng tháng. Ừ, tiền thuê nhà hàng Hà Nội đắt lắm ạ. Các bạn đừng có đi thuê một mình như mình. Hãy kiếm người yêu. Còn nếu bạn bè thì thôi. Không kiếm được nhiều thì có thể kiếm đại gia. Thôi. Nhan sắc có được thì kiếm ok. Nhưng okay. Mà quay lại câu chuyện chính đi. Thì tôi thấy rằng là đúng là những cái áp lực về tài chính và những cái câu chuyện về thực tế cuộc sống đã làm mình thay đổi rất là nhiều. Nói rằng là ok, bây giờ mày muốn sống ở Hà Nội thì mày phải chấp nhận rằng là mày phải vượt qua những cái tôi cá nhân của mình đi. Và làm những cái việc mà mày không muốn làm. Tại vì nó tuy là nó khó khăn ban đầu nhưng rồi dần cũng quen ấy. Và tôi thấy khá là ok việc đó. Và tôi cũng thấy rằng là khi mình làm những cái tự tay làm những cái việc đó, mình hiểu rất là nhiều. Nhưng mà tôi nghĩ là về lâu dài chắc là một mình thấy chắc không đủ sức mất. Nhưng mà tôi nghĩ là tương lai gần thì chắc là vẫn sẽ một mình lẻ bóng đơn cao. Nếu mà ai có muốn làm trợ lý cho mình thì có thể đăng ký người cho một nghề các bạn nha. Nhưng mà các bạn lương miễn phí được không? Không là đùa vậy thôi. Nhưng mà hiện tại thì cũng thấy rằng là một mình cũng khá là ổn. Có thể cân bằng được. Mà nhiều khi cũng thấy rằng là đợt trước tớ đi du lịch xong, đi du lịch Phú Quốc, nhưng mà kiểu mọi người đến, mọi người hỏi về khóa học ấy vẫn phải tư vấn các kiểu ấy. Nhiều khi đang đi trên biển ấy, sau đến đi xong thấy kiểu bạn mình đi hướng kia thì mình đang đi hướng này, kiểu cúi đầu vào điện thoại ấy, không để ý. Và nhiều khi cũng không enjoy được cái cuộc sống lắm. Tôi thấy đấy cũng là cái nhược điểm. Rằng là khi bắt đầu chọn đam mê làm business ấy, thì bạn phải dành toàn bộ thời gian của mình cho nó, và nhiều khi bạn sẽ không còn cuộc sống riêng nhiều lắm. Chắc là mỗi lúc ngủ. Ok. Rất là khó khăn. Tớ có một cái này là cái tò mò của tớ. Tức là tớ thấy, ví dụ nhá, tớ đọc cái cuốn về nhà ăn cơm này của Đức này. Xong rồi tớ cũng xem kênh YouTube của cậu. YouTube của cậu hay những cái video mà nấu ăn thì nó hay tí theo cái hướng gì, gọi là gì ta, ASMR. Có những cái mình chỉ có nghe thấy cái âm thanh kiểu xèo xèo rồi lách cách rồi kiểu đảo đồ ăn rồi thái hoặc là như tớ đọc sách của cậu ấy, nó kiểu có một cái vibe, một cái cảm giác gì đấy mà nó rất là không biết diễn tả như thế nào nhở, nó rất là nhẹ nhàng hay là nó khá là kiểu để cho người ta được thư giãn ấy. Đấy thì tớ tự hỏi là bình thường con người cậu hay là trong cái công việc hàng ngày của cậu có là một cái người như thế không, hay là cậu phải kiểu cậu cũng phải kiểu rất là vất vả, rất là kiểu làm rất nhiều thứ và rất là kiểu rối tung lên ý, hay là cậu cũng là một người thật sự như đúng những cái sản phẩm của cậu thể hiện ra ngoài? Tôi nghĩ rằng là đối với nhiều người á, nó sẽ luôn là hai cuộc sống khác biệt. Ở ngoài đời cậu là một con người khác và trên mạng là con người khác. Dĩ nhiên là nó sẽ luôn có những cái giá trị mà mình sẽ luôn muốn gọi là giữ được. Thì tớ thấy rằng là tớ không phải là một người chill lắm, nhưng mà tớ thích những cái nhẹ nhàng. Tớ sẽ muốn truyền tải qua những thứ đó. Thế là tớ nghĩ rằng là tớ cũng hơi khó làm TikTok là như vậy. Tại vì tớ thấy rằng là content mà dễ vẫn là những cái content mà mọi người thuyết minh á. Tại vì thực ra là khi mọi người lướt clip 10 giây như thế mà không có giọng nói, tức là vẫn có những clip viral theo kiểu rằng là chỉ có âm thanh thôi, nhưng mà nó khá là khó và khá là ít, và đa số là những clip nhanh và có thuyết minh. Nhưng mà đấy lại không phải style tớ đang làm từ bấy lâu nay. Nếu mà tớ nghĩ là nếu mà mình nghiêm túc về TikTok chắc là tớ phải thay đổi nhiều. Nhưng mà hiện tại thì tớ có thể là chưa sẵn sàng với việc đó. Và mình thấy rằng là những cái kênh mà mình đang tập trung thì nó vẫn khá là ok. Thì đấy, quay lại câu chuyện đấy thì tớ thấy rằng là tớ thích những cái nhẹ nhàng, thích những cái câu, những cái hơi cookie một chút. Tớ thích những cái... nhưng không ai thích người lớn tuổi quá nhé. Tôi cũng nghĩ nhưng mà không thích người lớn tuổi nhá. Okay. Nhưng người lớn tuổi giàu thì được. Thì vui vậy thôi. Nhưng mà nghĩ lại rằng là những cái câu chuyện về cái đấy thì tôi nghĩ rằng là mình phải thích cái gì đó thì mình mới truyền tải qua được. Giống như kiểu là cái câu gì mà tôi không quên, nhưng mà tâm sinh tướng. Cậu không thể fake 100% được. Đúng. Nói chung là cái personality, cái branding của bạn trên mạng thì nó cũng sẽ phản ánh một phần cái tính cách.
Nó không phải 100% nhưng phải là một phần. Và tôi nghĩ là nếu mà muốn hấp dẫn người ta ấy, thì nó phải authentic, nó phải chân thực một chút. Nó không thể kiểu rằng là ở ngoài kiểu nhiều kiểu chém to kho mặn ấy, mà lên mạng lại kiểu mềm mỏng nữa, đúng không? Nó vẫn nó không thể che giấu được. Thì tôi thấy là tôi nghĩ rằng là cái khi tôi làm blog thì tôi muốn cố gắng là truyền tải cái thông điệp nhất định và cái một phần con người của mình trên đó. Mình chỉ tập trung vào cái chuyên môn thôi. Tớ lại thích chia sẻ chuyên môn và những cái mà liên quan đến đồ ăn đồ uống thôi. Thì đấy, thì nhưng còn nói về con người thật của tớ, chắc là qua cái podcast này là mong mọi người sẽ tự cảm nhận thôi, chứ không lại nói rằng là đấy thì tự bia bản thân quá, đúng không? Nhưng mà tớ thấy rằng là ở ngoài tớ thì thấy có thể là nó nhiều năng lượng hơn một chút. không quá trầm lắng như đúng rồi, không quá trầm lắng như trên mạng. Nhưng mà thực ra thì tớ thấy rằng là đồ ăn thì cũng không nên ồn ào làm gì cả. Mọi người enjoy là tớ muốn content nó focus vào đồ ăn nhiều hơn. Tớ không muốn nó ồn ào tranh cãi gì nhiều. Nhưng mà tớ cũng hạn chế, tức là nhiều khi cũng muốn gọi là sân si lắm, nhưng mà nghĩ dậy rằng là thôi, cái mình làm nó đơn thuần như một chút thì sẽ ok hơn. Nó sẽ không ảnh hưởng đến công việc của mình nữa. Đó, nó cũng phải suy nghĩ cân nhắc nhiều. Nói chung là ai cũng có những cái quan điểm cũng muốn gọi là mình đúng, đúng không? Nhưng mà mình phải cân nhắc, tại vì thực ra khi mọi người trở thành một cái blogger hay một cái influencer như bây giờ thì nó giống như một cái personality trên mạng ấy. Nó một cái chính là personal branding. Bạn phải cẩn thận với nó. Đúng bạn rồi. Không thể tức là bạn có thể là xây củi 3 năm nhưng mà đốt trong một giờ ấy. Có những đấy, cậu nếu mà cậu theo dõi nha, có những Facebooker, những YouTuber, những TikToker nổi tiếng nhưng mà cuối cùng sau đó đã bị bóc phốt chẳng hạn. Đó, mình cũng phải cẩn thận. Ok, khi mà mình xác định rằng là mình tạo dựng một cái hình ảnh trên mạng thì bạn sẽ phải hy sinh một phần rằng là nhiều khi bạn sẽ không được thể hiện cái tôi quá nhiều trên mạng xã hội. Kiềm chế, tiết chế nhất định. Tôi khá tò mò là trong quá trình cậu làm content, cậu chia sẻ, xong rồi cậu đi đào tạo mọi người, đi dạy mọi người, có một cái kỷ niệm hay một cái câu chuyện gì đấy mà cậu cảm thấy là kiểu đáng nhớ không? Hay là một cái bài học, hay là một cái một lần fail nào đấy? Tớ rất là tò mò về một lần fail nào đấy. Một lần fail à? Tớ nghĩ rằng là fail, tớ nghĩ là có rất nhiều cái fail, nhưng mà tớ nghĩ rằng là một cái mọi người có thể relate nhất đến bây giờ là rằng là tớ làm blogger, tớ đi dạy nấu ăn người ta, nhưng mà tớ nấu cơm vẫn thi thoảng vẫn sống, đồ vẫn cháy, kho vẫn mặn, là chuyện rất là bình thường. Nên tớ thấy rằng là đó một cái mà khá hay, mình cũng chỉ là con người thôi mà. Mình không thể mọi thứ 100% hoàn hảo được. Nhưng mà đã là bốt món ăn trên mạng thì phải hoàn hảo nha. Phải đẹp đúng không? Đúng, phải đẹp. Okay. Đó, nhưng còn nếu mà về chuyện đi dạy để tớ nghĩ lại xem thì tớ thấy rằng là một trong những cái trải nghiệm mà tớ thấy thú vị nhất là kiểu có đợt trước thì tớ cũng khá là năng vào Sài Gòn, tớ cũng đi dạy trong lớp Sài Gòn. Thì thấy cũng khá là vui, nói chung là gặp những con người mới. Thật ra tớ thấy rằng là cái việc mà đi dạy offline nó tuy vất vả hơn nhưng mà nó cũng sẽ trải nghiệm gọi là con người gần gũi hơn, một cái sự kết nối ngoài đời, đúng không? Thật ra nghe những câu chuyện người chia sẻ là tại sao ăn chay rồi và tại sao nấu chay chẳng hạn, đấy là một cái gì đó nó khá là hay ho. Tại vì thực ra là tớ thấy rằng là cái câu chuyện về ẩm thực ấy, nó là một cái gì nó đi sâu và gắn liền trong cuộc sống con người rất là nhiều. Tức là qua câu chuyện về ẩm thực mọi người có thể kể ra rất nhiều chuyện khác. Tại vì nó đừng không đi vào chỉ tâm hồn là qua dạ dày. Thế á? Có bao giờ mà cậu bị kiểu ví dụ như là học viên mọi người feedback một cái gì đấy mà ví dụ là mọi người kiểu hơi phê bình mình một chút không? Kiểu như là về công chưa. Thức chưa. Hoặc là công thức mình ngon, hoặc là mọi người hơi ngại. Có thể thế. Thực ra đấy, Việt Nam văn hóa khá là mọi người khá là lịch sự, theo kiểu là mọi người sẽ không quá là thẳng thắn. Kể cả người miền Nam trong nữa. Tức là người miền Nam cái văn hóa là mọi người đã nghĩ đã thẳng rồi, nhưng tôi nghĩ là khi mà về vấn đề về tế nhĩ, nhiều khi trước hết người ta đã nói một cách gọi là thẳng thừng đâu. Nhưng mà thấy rằng tôi là may là cậu nấu ngon. Thực ra tôi nghĩ là mình nấu ngon đấy chứ. Thì okay. Mới làm vlog mới đi dạy được chứ. Thực ra là nếu mà không nấu ngon thì cũng đã không được, không đi đến được bây giờ. Tại vì con đường của tôi cũng đã trải qua thời gian khá là dài rồi. Tại vì tôi nghĩ rằng là xuất bản sách thì bạn có thể bán được bằng cái hai ban đầu, có thể là bạn rất là nổi tiếng. Thì bạn có thể bán được khoảng độ lần đầu. Nhưng mà nếu mà công thức không ngon, sách không chuẩn thì bạn không thể bán được nhiều như thế. Tôi nghĩ là câu chuyện thế, hoặc là những công thức bạn chia sẻ trên blog ấy, nếu mà thực sự nó không ok thì không thể người ta đi theo bạn suốt được như thế. Tớ nghĩ rằng là con đường của tớ nó không phải bùng nổ, nhưng mà nó là câu chuyện mà rằng là có rất là nhiều người đã đồng hành với tớ từ những năm mà đồ chay nó chưa thực sự là quá phổ biến như bây giờ. Đó, bây giờ thì kiểu nó rất là nhiều người ăn chay nhiều hơn rồi, những nhà sản xuất content vì đồ chay cũng rất là nhiều nữa. Đó, tớ nghĩ là thế là một, và tớ nghĩ rằng là nó cũng sẽ cho những, nó cũng những cái bài học từ cái này ra, là bây giờ thị trường rất là cạnh tranh rồi. Thì tớ thấy rằng là không chỉ gói gọn trong cái việc food blogger mà bất kỳ ai làm việc
bây giờ theo kiểu là làm influencer đi, hơi tập trung hơn, thì tôi thấy điều quan trọng nhất bây giờ đó chính là tạo cái điểm riêng, tạo cái dấu ấn, cũng như là một cái hình ảnh cá nhân ok. Thì tôi nghĩ là sẽ thành công thôi. Nhưng mà nó luôn luôn phải đi kèm với câu chuyện là may mắn. Tất nhiên rồi. Đúng rồi. Gần đây không biết là cậu có xem cái phim đang khá là hot ấy. Có một cái phim Hàn Quốc mà các chị em, các anh em đang rất là hot, cái Business Proposal, trong đấy có cái nhân vật nữ chính mà cái chị đấy làm một cái công việc theo tớ hiểu là nghiên cứu về thực phẩm ấy. Thì tớ cũng không biết là ở Việt Nam thì có cái công việc đấy không, nhưng mà tớ đang gọi là liên hệ với câu chuyện ngày hôm nay của chúng mình theo một khía cạnh là nếu mà một ngày mà cậu không làm cái công việc hiện tại của cậu nữa, tạm gọi là food blogger, food reviewer chẳng hạn, thì cậu có thể làm cái công việc gì? Tớ nghĩ là công việc mà cậu vừa nói á. Không biết là cậu đã đọc bài chia sẻ đấy của tớ chưa? Tớ cũng có nhìn thấy cậu cái bài đấy. Thì đúng như là đợt vừa rồi, trong cái đợt mà cái phim hẹn hò trốn công sở đấy đang rất là hot ấy, thì tớ chỉ viết bài chia sẻ khá là dài rằng là ngoài những cái rất là đáng yêu, chemistry các kiểu của các cặp chính cặp phụ đi, thì cái mà tớ để ý chính là công việc của nữ chính, một cái rất là đặc biệt và hay ho. Ở Việt Nam chắc chắn là có nha. Thế hả? Tại vì thực ra là, nhưng mà cái đấy chắc là phải là các cái tập đoàn lớn thì không nhất thiết không? Tức là bất kỳ cái dĩ nhiên mà nếu xây dựng một cách chuyên nghiệp và một cái hệ thống và một cái quy trình rất là rõ ràng như thế thì chắc là nó tập đoàn lớn rồi. Thì tôi nghĩ là ở Việt Nam thiếu gì các tập đoàn sản xuất đồ ăn sẵn đâu. Thì họ phải có một cái phòng nghiên cứu riêng chứ, để phát triển sản phẩm, tức là phòng phát triển sản phẩm đấy. Nghiên cứu và phát triển sản phẩm như thế thì sẽ khá là hay, nhưng mà thực ra nói vui vậy thôi, chứ nếu mà làm liên quan đến việc lợi nhuận như thế và tối ưu lợi nhuận như thế, và đặc biệt là đồ đóng hộp nữa, không phải lúc nào cũng sẽ là một cái mà thỏa mãn được cái tôi cũng như là đi thỏa mãn được cái giá trị của tớ. Tại vì thực ra là đồ đóng hộp nhìn chung á, có healthy đến đâu thì nó vẫn là đồ đóng hộp thôi. Cá tớ thì lại vẫn thích cái những thực phẩm tươi ngon và kiểu đi chợ đi kia, thì tớ thấy cái văn hóa đấy của Việt Nam nó hay ho hơn. Tại vì thực ra là trong cuộc sống hiện đại chăng nữa thì tớ vẫn hướng là mọi người tự nấu ăn ở nhà bằng những nguyên liệu tươi, mà không phải ai cũng sẽ có kinh tế và thời gian nha. Đúng rồi. Đặc biệt là thời gian. Có những người họ kiếm được cả 100 triệu một tháng nhưng họ không có thời gian để nấu cho bản thân. Tớ thấy đấy là một cái hơi thiệt thòi. Chính xác. Nếu mà phải hy sinh như thế thì thấy hơi thiệt thòi, nhưng mà đấy là lựa chọn cá nhân của tôi. Thực ra tớ là may mắn. Tớ nấu được và tớ làm tiền được từ cái việc mà tớ nấu ăn. Có những người họ không làm được như thế thì họ sẽ phải hy sinh rằng là họ đánh đổi thời gian nấu ăn, nấu nướng, chăm sóc bản thân bằng thời gian cho công việc. Thì tớ lại được cái là chính công việc của tớ lại là công việc, thế là tớ vừa được chăm sóc bản thân, vừa được ăn uống healthy mà lại có tiền từ đấy, đúng không? Là một cái cũng khá là hay ho. Thì đấy, nếu mà ai muốn kiểu trở nên kiểu một con người gọi là thoải mái hơn công việc thì hãy đi theo con đường food blogger. Nhưng mà sẽ có một cảnh cáo trước rằng là không phải ai cũng sẽ tăng cân là chắc chắn rồi. Nhưng mà không phải ai cũng sẽ có một cái thành công được. Nói chung là câu chuyện về thành công rất là khó. Tôi nghĩ là đến bây giờ tôi cũng không phải là một người thành công nha. Tôi thấy rằng là trên con đường thành công. Chưa biết đâu. Bên này cái gì đó lại biến cố gì thì sao. Nhưng mà tôi không muốn nói trước về tương lai. Nhưng mà tôi thấy đến thời điểm hiện tại rằng là tôi thấy nó thỏa mãn được cái việc mà mình hướng tới, rằng là ok, mình làm cái công việc này và mình sống được bằng nó. Đủ tiền ngày nào đi mua rau rồi. Và tức là tồn tại được ở giữa ấy, gọi là những thành phố đắt đỏ. Hà Nội ấy. Hà Nội là một trong những tỉnh đắt nhất mà. Biết cái đấy đúng không? Đắt hơn cả Sài Gòn. Tớ cũng khác, mà tại sao nhỉ? Ăn uống và thuê nhà cũng tương tự nhau mà, đúng không? Trong khi Hà Nội lại đắt vậy. Nhưng mà nói chung là đấy, thì mình tồn tại được ở một thành phố đắt đỏ thì ok rồi, thế là được rồi. Còn chắc là sẽ cố gắng hơn để được tận hưởng cuộc sống nhiều hơn. Nhưng mà đấy là câu chuyện của tương lai. Ủa, thế cậu nếu nói là không làm công việc này nữa thì cậu sẽ làm công việc gì? Tớ nghĩ rằng là cái công việc nghiên cứu thực tập viên như thế cũng hay ho. Nhưng mà đúng là như tớ chia sẻ, đã không làm được nữa thì tớ nghĩ rằng là sẽ làm cái gì nhỉ? Chưa nghĩ ra đúng không? Chưa nghĩ ra, nhưng mà chắc đúng là bây giờ đấy. Chắc là bây giờ mình không có plan B đâu, có mỗi plan A thôi, là sống chết với nghề đấy. Nhưng mà nói vậy thôi, nhưng mà tớ nghĩ rằng là tớ sẽ làm về cái đẹp, cái duy mỹ. Có thể tớ không làm về đồ trai nhưng tớ vẫn làm về ẩm thực. Tớ nghĩ đây đều chắc chắn, tại vì ẩm thực không thiếu việc làm á. Đúng rồi. Thì mình tự tạo cơ hội thôi. Ví dụ mà mai này tớ nghĩ là tầm tương lai có thể là tớ không ăn chay nữa. Cái đấy không thể nói được chứ cái gì, đúng không? Cái đấy không phải là mình ăn chay bây giờ mình sẽ ăn chay đến cuối đời. Tớ đấy là cái chia sẻ thật. Chứ nói chung là bây giờ mình ăn chay và mình enjoy việc đó rất ok thôi. Có những lúc mà nếu mà có biến cố cuộc đời gì đó, cái thay đổi gì lớn gì đó, mình quyết định rằng là việc ăn chay nó không phù hợp với mình nữa và mình không làm về đồ chay nữa. Thì có thể là tớ sẽ chuyển hướng sang một cái khía cạnh khác của ẩm thực. Và tớ cũng rất là thích bánh. Nhưng mà đấy, bánh thì
không chay. Có thể có bánh chay. Ừ. Nhưng mà ý là về đa số thì bánh sẽ thỏa mãn là tiêu chí vegetarian nhé. Tôi nghĩ rằng đấy vẫn có thể ăn chay và làm bánh được. Thì không làm về đồ mặn nữa, đồ nấu thường ngày nữa thì có thể làm về bánh, tại vì có những bánh nó không phải đồ chay nha, như là kiểu đó. Thì tôi thấy rằng là nếu mà không làm về đồ chay thì tôi sẽ vẫn làm về ẩm thực. Chắc chắn vẫn phải làm ẩm thực. Ok, tôi nghĩ là từ nãy đến giờ thì chúng mình cũng chia sẻ khá là nhiều và khá là đa chiều về cái câu chuyện làm food blogger của Đức ấy. Thì nếu mà để kết lại chương trình bằng một cái gọi là một cái đúc rút, một cái đúc kết gì đấy mà cậu cảm thấy là thấm thía nhất từ công việc của cậu ấy, đối với các bạn trẻ hơn cậu, thì điều đấy sẽ là cái gì? Tôi nghĩ rằng là tôi thấy rằng ở vị trí của tớ không thể kiểu đưa ra một cái kim chỉ nam quá là rõ ràng, nhưng mà tớ nghĩ rằng là có những lời khuyên, tại vì những cái trải nghiệm mà tớ đã có trải qua trong quá khứ, thấy rằng là thứ nhất là không, từ cái nghề của tớ ra là mình không vội vàng tìm kiếm đam mê, nó sẽ đến thôi, đừng có ép buộc quá. Thì ra cái duyên mà tớ đến cái ẩm thực cũng như đồ chay nó rất là tự nhiên ấy, nó không có một cái gò khó ép gì cả. Có thể bây giờ mọi người xem TikTok, mọi người ngưỡng mộ, thế tại sao những idol họ có thể nhảy múa như vậy mà họ kiếm sống được, họ cũng chỉ chia sẻ công thức đồ ăn mà mình, đồ ăn này mình cũng nấu được mà tại sao mình không làm như họ đi, mà chưa chắc những công việc đấy đã phù hợp với bạn. Đó, sau khi mà mình, đấy là giai đoạn ban đầu nhá, nhưng mà sau khi đó mà bạn may mắn, thực sự tôi thấy rằng là cái sự mà tìm được cái đam mê cũng yêu thích của mình là một cái sự may mắn. Không phải ai trong cuộc đời ngắn ngủi chúng ta sẽ tìm được cái đam mê. Thì nếu mà bạn tìm được cái đam mê, cái sự yêu thích của mình ấy, thì hãy nghiêm túc về nó. Nói chung là đừng có chơi bời, đừng có ngó nghiêng, mà hãy thực sự là ok, bây giờ nếu mà mình làm cái này thì đừng có coi nó là nghề tay trái, sẽ không bao giờ thành công được. Mà tôi nghĩ là thực sự nghiêm túc rằng là ok, bây giờ mình phải đặt mục tiêu rõ ràng cho nó, rằng là nếu mà nó là cái mục tiêu là gì. Ví dụ có những bạn bắt đầu bằng cái việc food blogger thì hãy đặt mục tiêu rằng nó chỉ là cái nguồn thu phụ thôi, thì bạn đỡ áp lực hơn. Như tớ bây giờ là kiểu chắc là tí nữa nếu mà cứ dạy học như này, dạy nhiều khóa, mở nhiều khóa, chắc là đầu bạc trắng mất, là rụng hết tóc đấy chứ. Nói chung là rất là căng thẳng, nhưng mà nếu mà bạn xác định nó chỉ là một cái nguồn thu phụ thì mọi thứ rất là thoải mái hơn. Cùng với đó rằng là sẽ tối ưu về chi phí bỏ ra. Đó, nếu mà ai đi thuê nhà thì đi thuê nhà rẻ một chút. ai có cùng bố mẹ thì cố gắng mà bám víu, cố gắng mà kiểu ở đi chứ dọn ra ngoài rất là đắt đỏ. Mọi người hãy nghĩ rằng là ai cũng muốn ở một mình, muốn ở thoải mái, nhưng mà hãy nghĩ rằng là thực sự cái chuyện ở riêng và làm riêng nó rất là phức tạp. Và tiếp đến khi mà bạn đã xác định được cái mục tiêu rồi thì bạn hãy nghiêm túc và kiên trì một chút. Tức là thành công nó không đến qua đêm á. Nó mọi người rất là thích một đêm. Thực ra bây giờ thành công nó đúng đến qua đêm, có một số trường hợp là như thế, tức là tự nhiên lên xu hướng, đúng không? Lên xu hướng, nghĩa là đang là 1-2 follow thành 10,000-20,000 follow. Nhưng mà thực ra nói với câu chuyện rằng như thế thì thực sự là nếu mà họ không đi theo con đường dài và họ đến với mình chỉ vì 1-2 clip viral ấy, thì họ không phải là những cái follow và họ mang lại giá trị của mình đâu. Mà hãy hướng đến cái giá trị thực chất rằng là mình sẽ đưa cho được các người ấy thì người ta sẽ cho lại mình như thế. Tức là hãy xác định rằng là mình sẽ sự chia sẻ đơn thuần thôi, nhưng mà hãy xác định là không phải là mình sẽ làm miễn phí mãi mãi. Có một cái câu đó là đừng có làm miễn phí những cái gì mình làm tốt. Chính xác. Đó, và thực ra cũng đó là một cái điều công bằng. Đừng, nói chung là mình thấy rằng là mình cũng cần sống, mà họ cũng phải cần lại nhận lại được cái giá trị từ cái dịch vụ cũng như là cái món hàng mình đem lại cho họ. Ví dụ cả khi mà tớ làm về cuốn sách này, tớ thấy rằng là họ thấy đáng thì họ sẽ bỏ ra tiền mua sách cho tớ, chứ không thể ép buộc rằng là chị ơi chị mua sách của em đi, chị mua khóa học của em như đi. Thế thì chỉ được 1,000 quyển thôi đúng không? chứ không phải là nhiều như bây giờ. Thực ra nói thế chắc là một quyển chả bán được ấy chứ. Nhưng mà thực sự là khi mà bạn nghiêm túc như thế thì nó sẽ ok hơn, và bạn xác định rằng là có những mục tiêu rõ ràng hơn. Thì đến bước thứ ba nhé, đó là đầu tư chất xám vào cái sản phẩm và cái con đường mà bạn phải đầu tư rất là nhiều và có thể hy sinh giai đoạn ban đầu nữa. Tức là khi mà trước khi tớ nghỉ việc á, tớ vẫn làm theo kiểu là vì được làm công ăn lương mà làm cái việc này để thấy rằng là ok, mình vẫn có một chút gọi là có một chỗ để dựa vào và một chút saving. Nếu mà tớ không làm như thế chắc là lúc mà tớ nghỉ việc chắc tớ không có đồng nào cho tớ toi mất. Chắc là thôi bỏ luôn ấy, không có chay gì, không có blog gì hết thôi nhá. Bây giờ đi ra bán quần áo nhá, không phải bán sách và khoa học nữa nhá. Ok. Mà thôi bán nói thế chứ bán quần áo chẳng dễ dàng đâu. Đúng các rồi. Bạn bán cũng giỏi lắm đấy chứ. Thì tiếp đến là khi mà mình đầu tư nghiêm túc như thế thì nó sẽ thể hiện ra là gì? Đó là cái chất lượng.
chất lượng của sản phẩm của mình. Tại vì thực ra là bạn có thể chạy quảng cáo, nhưng nếu mà cái sản phẩm của bạn không tốt thì bạn không thể bán được. Sản phẩm đây bạn nên hiểu theo nghĩa rộng nhé, nó vừa là physical vừa là cái digital. Đấy, tức là khi cái sản phẩm của mình đã tốt ý, thì cái việc mà mọi người ý, có cái sự lan tỏa nhất định. Nhưng mà đến bước tiếp theo nhé, là bước 4, khi nó trở thành business rồi thì mọi người sẽ phải chấp nhận rằng là nó sẽ không còn là cái sự yêu thích đơn thuần nữa. Nó sẽ là phải làm những thứ mình không thích. Không thích. Và đúng, nhiều khi là mình ghét. Đúng. Và muốn thành công thì sẽ phải chấp nhận gọi là đánh đổi. Phải bỏ tiền ra, phải bán thân. Phải làm những cái mà mình cảm thấy là không thoải mái. Thì tại đấy bây giờ nói gắn lại, gọi lại một chút là đầu tiên là chúng ta thoải mái tận hưởng cuộc sống một chút khi còn trẻ. Sau đó là ban đam mê và yêu thích nó sẽ đến với mình thôi. Bước thứ hai là khi cái đam mê và sự yêu thích đã đến với mình rồi thì mình sẽ đặt ra những mục tiêu cụ thể rằng là cái sự đam mê và yêu thích đấy nó sẽ thành cái gì. Có thể trong 5 năm nhé. Thực ra cái này có thể dùng cách là 5 năm tới thì bạn nghĩ mình là đâu. Đấy, một người năm tới đó bạn là ai. Tiếp đến cái bước thứ ba là khi mà mình đã xác định rằng mình nghiêm túc rồi thì mình sẽ phải đầu tư cái chất xám và thời gian và tất cả mọi thứ. Nói chung là có gì mình mang ra hết, mình cho vào hết thì đó mới là cái mà một cái nền tảng chắc chắn được. Và cuối cùng đó là làm những cái việc mình không thích và cộng thêm một chút may mắn, đúng không? Đúng rồi, cộng thêm một chút may mắn. Đó là con đường mà tớ đang đi. Và thấy nó cũng khá là ổn. So far là mình vẫn cảm thấy là cuộc sống này nó đủ cho mình cái sự yêu mến với nó để mà mình tiếp tục cái công việc đấy, đúng không? Thế là đủ rồi. Tớ nghĩ là đúng rồi, mà mọi người nên thoải mái với cái chữ đam mê ra một chút. Đam mê một chút rằng là nhiều khi là họ phải tìm kiếm với đam mê, nhưng mà đam mê nó không ra tiền thì cũng lại chán, đúng không? Đúng. Thực ra thích đến đâu á, bạn đủ thích thì chắc chắn đam mê đấy sẽ ra tiền. Đặc biệt là trong cái thời đại mà người ta thèm khát content như bây giờ ấy. Thì bạn thực sự yêu mà. Đấy, tớ bảo đấy, ai đã từng nghĩ đâu, 2-3 năm trước chỉ nhảy trên TikTok mà có thể kiếm ra tiền không? Bây giờ nhảy trên TikTok nhưng mà phải xinh, nhưng phải đẹp. Đúng. Còn nếu mình không xinh thì mình phải nấu ăn ngon. Nói chung là tớ nghĩ là muốn ấy thì luôn luôn phải có một bạn tài năng. Ta xinh đẹp cũng là tài năng nha, chứ là của trời phù nha. Không phải ai xinh cũng tận dụng được cái đó. Tôi nghĩ rằng là có hàng nghìn người xinh chứ, nhưng mà đâu phải ai cũng có thể trở thành idol TikTok đâu. Và từ đó, nhưng mà không phải ai trở thành idol TikTok cũng tạo ra nguồn doanh thu đâu. Đó là câu chuyện rất là dài nha. Đấy, tôi đã liệt kê ra con đường như thế. Tôi nghĩ là bất kỳ một cái influencer hoặc là những người gọi là mới trong thời đại này cũng sẽ trải qua những cái bước như vậy. Nó sẽ khác một chút thôi, nhưng mà tôi nghĩ là kể cả bạn nấu ăn hay bạn nhảy trên TikTok hay là bạn làm bất kỳ việc khác là sống bằng drama chẳng nữa thì cũng phải thế, đúng không? Nó là cái câu chuyện mà nó không phải của riêng ai. Tôi nghĩ rằng là khi mà nói về cái này thì tôi sẽ có cái góc nhìn từ một người làm về ẩm thực, nhưng mà về bản chất thì nó vẫn là những cái chúng ta phải trải qua như thế để có được những cái mình muốn. Ok, thế thì tớ nghĩ là chúng ta có thể tạm khép lại cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay ở đây. Nó đã khá là nhiều hương vị và đồ ăn ở trong đây, đúng không? Và hy vọng là các bạn khán thính giả đã có một cái cuộc lắng nghe cái câu chuyện ngày hôm nay mà Đức mang đến với studio của Spy Room, với người trong môn nghề, một cái câu chuyện về công việc food blogger, nhưng mà xung quanh đấy là rất nhiều những cái thứ liên quan đến câu chuyện làm thế nào để mà mình có thể rẽ từ nghề tay trái sang nghề tay phải. Đó, thì nếu mà các bạn cảm thấy là yêu thích cái chương trình này thì hãy like và subscribe chúng mình nhé. Okay. Và xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người. Và nếu ai có muốn thì mình có bán sách và bán khoa học nhé. Ok.